Tôi không tin trong đời này tôi làm thiện được thiện là tại vì tôi làm thiện mà tôi gặp toàn việc xấu. Mình mới làm thiện đời này mà những cái thiện mình làm á, nó chưa thể có mặt, cái nhân, cái duyên của nó chưa đủ. Cho nên tất cả cái gì nó cũng phải đợi chín muồi. Một cái trái mà cho dù nó có mặt trên cây rồi nhưng cũng không thể hái ăn liền được, mà phải làm gì? Phải đợi nó chín. Mà mình gấp quá mình hái nó xuống, mình đem vô hộp khạp gạo mình giấu, mình đem khí đá mình vú thì cũng được. Nhưng mà trái cây này ăn không ngon. Mà trái cây sao nó mới ngon? Trái cây chín cây, chín từ ở trên cây xuống thì nó mới ngọt, nó ngon trọn. Còn cái mình ép nó cũng được nhưng mà nó gượng gạo ăn nó không ngon. Thì Đức Phật dạy nhân quả có ba đời, ba cách có mặt: hiện báo, sinh báo và hậu báo. Rồi cái gì mà tạo ra cái nhân quả? Cái gì mỗi ngày chúng ta sống là do cái gì? Do cái nghiệp. Cái gì gọi là nghiệp? Nghiệp là những cái gì chúng ta làm mỗi ngày. Cái gì chúng ta cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày là thành cái nghiệp. Ví dụ như hồi đó mình mới bắt đầu mở cửa hàng bán thức ăn, chưa có quen, xào chưa có quen, bưng thức ăn chưa có quen, mà lấy thức ăn để vô tô chưa có quen. Nhưng mà có thể là chừng năm sau thôi, tay chân lanh lẹ, mà 10 năm là nó khác nữa, 20 năm là khác nữa. Càng ngày cái tay mình càng nhanh hơn. Mấy chú mà mới vô chùa tu chừng năm đầu, mấy tháng đầu, năm đầu thỉnh chuông thỉnh mõ, tay chân chưa có lanh lợi. Nhưng mà ở chừng năm trở lên thôi, mà mỗi ngày mỗi tập, một ngày mấy thời kinh, mỗi lần lên là thỉnh chuông thỉnh mõ, rồi thay phiên nhau làm riết nó quen tay. Bây giờ chỉ cần cầm cái mõ lên thôi, thầy tụng cỡ nào mấy chú đánh cũng được hết. Cái này là quen rồi, mà cái quen gọi là nghiệp. Phải không? Cái quen gọi là nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này là nghiệp tốt. Nghiệp nó hai loại: nghiệp thiện hay nghiệp không thiện. Ví dụ như mình tập thành một cái thói quen tốt, gặp ai cũng bắt cái phone lên: dạ xin lỗi ai đầu dây, dạ xin lỗi cho con được biết tên không. Đây cũng là mỗi nghiệp, mà nghiệp nó tốt. Alo ai đó? Cần gì? Cái này cũng thành một cái nghiệp đó. Một cái nghiệp trả lời một cái phone mà người ta nghe, người ta không muốn trả lời nữa, nó dạ không có gì hết. Tại vì ta nghe cách mình hỏi, nó tại vì người ta biết ta nói nữa là mình bị sạc, người ta bị sạc tiếp. Một cái nghiệp là gì? Là do hàng ngày mình nói chuyện thôi, hàng ngày mình nói chuyện thôi, cái cách mình đi đứng vụt chạc ta nhẹ nhàng như thế nào, tất cả đều do cái thói quen. Thì cái thói quen tốt thì gọi là thiện nghiệp, mà có thói quen xấu gọi là hắc nghiệp. Đó là mình nói hai loại ha. Rồi có hai loại nữa nè: có những cái gọi là biệt nghiệp, có những cái gọi là cộng nghiệp. Ví dụ như con cái chung một gia đình với mình là cộng nghiệp, phải không? Nhưng mà có phải mỗi đứa mỗi tánh không? Mỗi đứa mỗi tánh là biệt nghiệp. Mặc dù nó cùng mình sanh ra, mà tại sao có đứa biết nghe lời, có đứa không? Có đứa hiền lành, có đứa hung dữ, có đứa khờ khạo, có đứa thông minh. Thì cái đó là cái biệt nghiệp của nó. Còn cái sống chung nhà là cộng nghiệp. Đó. Rồi sống chung một chùa với nhau là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi người mỗi cách sống gọi là biệt nghiệp. Hai vợ chồng gặp nhau nó hít cái duyên với nhau, nó thương nhau, họ gần gũi với nhau như vậy là vợ chồng, đó là cộng nghiệp với nhau. À, rồi ví dụ như ông chồng mà đi ăn trộm mà vui nuôi vợ, rồi vợ cũng cộng mà cộng hưởng. À, nếu mà có phước là cộng phước, mà có tội thì cộng tội hay cộng nghiệp. Cho nên nó có cái riêng cái chung. Mình đều là người Việt với nhau gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà mỗi gia đình người Việt khác nhau hết là biệt nghiệp. Trong một gia đình, chung gia đình gọi là cộng nghiệp. Mỗi người mỗi cách sống là biệt nghiệp. Như vậy á, mỗi người mình phải tự tạo cho mình một cái nghiệp tốt. Và mình nhớ rằng ở trên đời này không ông trời nào ban phước cho mình, giáng họa cho mình hết. Tất cả là tùy vào cái cách sống của mình thôi. Tất cả đều tùy vào cách sống của mình. Mà cách sống của mình là gọi là nghiệp. Nếu mình sống tốt, rồi có mình nói tôi sống rất tốt mà tại sao những cái chuyện xấu. Mình sống tốt đời này
Còn những cái gì mình hưởng trong đời này đó là quả, cái nhân của quá khứ, cái quả của quá khứ. Cái quả mình đang hưởng đây tức là cái nhân trước mình tạo. Bởi vì trong phân tích đó, nhân quả là có ba loại, ba đời này, ba thứ đó. Gọi là gì? À, hiện hiện báo, sinh báo và hậu báo. Thành thử trong lương, trong Thủy Sám có nói đó, có nhiều người than phiền, làm hiền, làm tốt, nhưng mà sống trên đời này đụng đâu khổ đó. Còn kẻ hắc ám thì phước báo tới liền liền. Thì nó thôi tôi cũng thèm làm người thầy tốt nữa, rồi bộ làm người xấu dễ sống hơn. Nhưng mà thật ra tất cả đều có cái điều gọi là nhân quả ba đời hết. Vì vậy cho nên Phật mới dạy á, người nào muốn biết được trong cái pháp giới chúng sanh này, chúng sanh mình sống như thế nào, thì hãy nhìn lại. À, tất cả đều do tâm thôi. Thiện, ác, tốt, xấu như thế nào, tất cả đều tùy vào cái cách sống của mình, cái tâm mình. Bây giờ mình nói nghiệp á, là do mình tạo. Ví dụ như bây giờ mình làm một cái điều xấu là ngày nào cũng làm. Có nhiều người ăn cắp á, mới đầu ăn cắp chưa có lanh lợi, ăn cắp riết cho nó quen, nó rất là hay. Nó chỉ cần lợi nó vuốt mình cái thôi là tiện vô túi nó rồi. Nó lanh toá thì cái đứa này á, là nó là thiện nghệ rồi, không thì đây là nghiệp nè. Nghiệp này là cái nó sâu dày và nó thành thói quen, gọi là hắc nghiệp hay là nghiệp xấu. Còn cái nghiệp tốt cũng như thế. Nếu một người mà thường xuyên làm những việc lành, không làm việc xấu, thì trong tâm họ thuần thiện, cái thuần cái thiện. Nhưng mà bây giờ mình nói cái nghiệp á, nếu nó đã thành tựu rồi thì con người có chuyển nghiệp được không? Được không? Được. Nếu cái nghiệp nào á mà mình làm mà cố tâm á, cái gọi là cái đó gọi là định báo. Cái báo, quả báo đó nhất định mình phải chịu, tại mình đã khởi tâm với nó rồi. Nhưng có những cái bất định nghiệp là do chúng ta làm mà chúng ta vô ý. Một lúc nào đó chúng ta bị một cái tai nạn, nhưng mà hoàn toàn mình không có cố tâm, là vì mình cũng mắc một cái quả báo, là bởi vì trong cuộc đời có những cái mình làm mà mình không có cố ý. Thí dụ mình lỡ mình đi mình đạp chết con kiến, à, mình lỡ mình đạp chết nó đó, thí dụ vậy đó, thì cái này gọi là gì? Bất định, tại mình đâu cố tâm. Nhưng mình thấy con kiến đang bò, mình rượt theo nó, mình đạp nó đó, chẳng những mình nghiến răng chết đâu chết khuất ha, là mày cái này là mình cố tình. Thì cái cố tình là mình có cái tâm vô đó, cái tâm mình có gia vô đó, thì nó gọi là định báo. Chữ báo là gì? Báo là cái mình phải hưởng. Cái nhân người ta kêu, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa lo học kinh, Pháp Hòa lo học kinh, một ngày nào đó Pháp Hòa thuộc được kinh, thì cái này có phải quả báo không? Phải quả báo không? Quả báo luôn, nhưng mà quả báo tốt. Còn cái người mà đi vô trường nó không vô lo nó học, tới ngày ra trường nó ngồi dưới nó không có lên, hỏi sao không lên con, tại con không có đi học, thì cũng là cũng quả báo, nhưng mà quả báo xấu, tại vì mình không có đi học. Đừng có nghĩ chữ quả báo là xấu. Quả báo là chỉ nói lên cái kết quả mà nó trở lại với mình, nhưng mà tùy theo thiện hay xấu thôi, thiện hay tốt hay xấu. Nhưng mà có những cái nghiệp mình cải được, cho nên mình tu, mục đích của nhà Phật tu để làm gì? Tu để chuyển nghiệp. Mình đi chùa, mình học pháp, mình nghe kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tụng kinh, mình làm tất cả việc thiện cũng không ngoài mục đích là để chuyển nghiệp. Ví dụ như mình ráng đọc kinh, đọc kinh nhiều, cái tự nhiên cái lời kinh nó thấm vô tâm mình, cái mình chuyển được cái nghiệp buồn giận vu vơ hờn mác ích kỷ ganh tị nhỏ nhoi, chuyển được cái nghiệp đó. Rồi bây giờ mình biết á, hồi xưa mình không có biết cho ai hết á, tại vì mình nghĩ ngu gì cho, làm cực khổ mắc cho. Bây giờ mình biết rồi, mở lòng rồi. Người ta không có, mình có thôi kệ, cho 1 đồng cũng được. Cho 1 đồng đỡ hơn xưa không cho, chuyển rồi đó. À, cái bóp mình nó mở từ từ rồi đó. Hồi xưa mấy lớp khóa lận, 1 đồng không lõi, bây giờ mở ra cho 1 đồng. Cái quan trọng là mở tâm. Còn bao nhiêu không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hay nhắc quý vị đi kêu gọi từ thiện á,
Nhớ là ai cho cái gì bao nhiêu cũng phải nhận và hoan hỷ, tại vì người ta mở lòng. Người ta đã mở lòng rồi, mà lòng đã mở thì thế nào cũng mở cửa, mở tủ, mở bóp. Nhưng mà quan trọng là cái tâm từ bi người ta khởi, người ta nghe chỗ đó có tai nạn, người ta khởi cái tâm từ. Trước kia không, trước kia là không, bây giờ nghe chỗ đó khổ đau, người ta gửi cái tâm từ người ta tới là mình mừng rồi đó. Cho nên quan trọng là cái tâm. Và cái tâm mà mở rồi thì từ từ tất cả các cái khác. Và thưa đại chúng, Đức Phật có dạy một cái bài kinh hay lắm. Kinh này gọi là kinh Diêm Dụ. Diêm là muối. Ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói như có một người có một nắm muối. Nếu cái người đó cầm cái nắm muối bỏ vô cái ly thì quý vị nghĩ nó mặn không? Mặn. Nhưng mà nếu một nắm muối bỏ vô cái lu thì nó chắc nó không mặn. Nếu có thì lờ lợ thôi. Nhưng mà nếu nắm muối đó bỏ vô cái sông thì sao? Không ăn thua. Đức Phật nói nắm muối dụ cho nghiệp. Còn trong cái ly, trong cái lu hay trong cái hồ, đó là ba hạng người giải nghiệp. Người có nắm muối bỏ vô ly như người buông xuôi và chấp nhận nghiệp, không biết thay đổi. Thí dụ như tánh mình hung dữ để hung dữ vậy đó, tánh mình nóng nảy để nóng nảy vậy đó. Mình buông xuôi thì cái nghiệp này nó còn nguyên, cũng giống như muối bỏ vô ly vậy. Bất quá là nó tan, nó không còn cái tướng muối, nhưng mà nó còn cái tướng nước mặn, khó uống lắm. Người không biết chuyển nghiệp mà buông xuôi và chấp nhận, và thậm chí còn nói ngang nữa, tôi vậy đó, chịu chịu theo. Cái này là không biết chuyển nghiệp, như muối trong ly. Hạng người thứ hai là biết chuyển chút chút, như là muối bỏ trong lu. Tuy rằng họ chưa hết, nhưng mà thôi, hồi xưa 10 điếu thuốc ngày, giờ còn 2 điếu mừng. Hồi xưa nhậu ngày một tuần 7 bữa, giờ nhậu còn 2 ngày à, đỡ. Tức là chuyển nghiệp từ từ. Hồi xưa mà ai nói tới tôi là tôi la lại, tôi mắng liền. Thôi giờ tôi thấy chuyện không đáng, tôi bỏ qua. Đó, cái này là người gì? Người biết chuyển nghiệp rồi đó. Chuyển như một nắm muối ở trong cái lu rồi đó. Còn nếu như cái người mà có tu tập nè, có tụng kinh nè, có tư duy quán chiếu về vô thường nè, có biết nghĩ xa nghĩ gần về cái thiện là quả tốt xấu nè, có trì giới, có ăn chay, có tụng kinh, có niệm Phật, người này nhất định như núi, như muối ở trong hồ vậy. Nó cái nghiệp này nó không ăn thua gì hết. Đó, ví dụ như mình bây giờ học Phật khá rồi, chuyện gì nó đến với mình biết rất rõ, không có gì qua nhân quả hết. Quý vị muốn bớt tánh nóng nảy, bớt cái tâm nóng nảy không? Một trong những cách đó là quán vô thường. Ngày hôm qua có anh Phật, có một anh đưa pháp hòa ra cửa, khi mà đi đến thăm một bà cụ mất, nghe là rất là đột ngột đó. Thì anh mới nói đúng là vô thường. Mới tức thì hồi trưa đây con ghé thăm bác, bác còn biểu con ở lại ăn cơm đây, mà giờ chiều 2-3 giờ nghe bác đi rồi. Thì quý vị thấy vô thường không? Mà pháp hòa mới nói là cái này là mình chỉ nghe thôi đó, còn mình thấy nữa. Cho nên nhiều khi á, mình chỉ nghe vô thường, mình học vô thường, cái nào gọi là gì, văn tự vô thường, nghe chữ nghĩa thôi. Rồi bây giờ phải quán chiếu nha, phải quán chiếu, phải tư duy thấy cái gì gọi là vô thường. Có tư duy, có quán chiếu về vô thường thì gọi là gì? Quán chiếu vô thường, tức là mình thấy, mình có suy nghĩ. Rồi khi nào cái chuyện nó xảy đến với mình á, nó xảy đến trong gia đình mình, trên bản thân mình á, mình mới chấp nhận, mình hiểu nó một cách rốt ráo tột cùng. Cái này gọi là gì? Thực chứng vô thường. Có nhiều khi mình nghe nói, hoặc là có nhiều khi mình có tư duy chút, rồi có nhiều khi mình chứng nghiệm nó. Quý vị nghe nói sầu riêng mùi như vậy, hương vị như vậy, cái nào văn tự sầu riêng thôi. Rồi bữa nào mình đích thân mình ngửi nó, mình lấy cái tâm mình tắm chút chút, gọi là gì, nếm sầu riêng, gọi là quán chiếu sầu riêng.
Rồi bữa nào mình ăn cả muối rồi ngồi nhẩm nhẩm nó, ăn xong rồi mình mở miệng ra có thể chạy làng hết. Cái này gọi là gì? Thực chứng. Vì vậy cho nên á, nhân quả không phải do Phật chế. Cho nên mình nói tôi không phải đạo Phật, tôi không có tin nhân quả. Nhân quả là Đức Phật là người phát minh ra, tức là phát hiện ra trên đời này có một đạo lý là nhân quả. Anh ăn trộm bị người ta bắt, anh đánh người ta sẽ đánh lại, anh hãm hại người ta sẽ hãm hại lại mình. Bằng cách này, bằng cách khác, và trên đời này mình tạo cái nhân gì mình hưởng cái quả nấy. Trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. Không thể nào trồng cà mà ra ớt, hay là trồng dưa mà ra đậu. Và tùy theo cái nhân duyên mình tạo. Thí dụ một cái người tu được ở trong một cái tình, một cái môi trường tốt thì người đó thăng tiến. Hay là một cái hạt mà nó được ở một cái môi trường tốt thì nó sanh nhanh gọn như mau. Còn nếu mà ở một cái môi trường eo uột thì nó cũng lên mà nó eo uột. Cho nên Đức Phật nói người ác thấy là hiền, mình làm xấu mà không thấy xấu, thấy là tốt. Tại sao? Tại vì khi ác chưa chín mùi, khi cái xấu nó chưa ra chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác, lúc đó mình mới thấy. Nhưng mà cuộc đời này mà đợi tới khi mà nó chín mùi mới biết được thì sao? Giống như chuyện Kiều nói đó, trót vì tai đã nhúng tràm, dại rồi thì biết khôn làm sao đây. Hay là trong một cái bài mình tụng, mình nghe cái câu ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, luân hồi cực thân. Tới khi mình cái quả nó đến thì mình ăn năn, mình sợ là đừng ngồi rồi. Ăn năn thì sự đã rồi, minh minh biển khổ, tức là mình ở trong mập mờ ảo cái biển khổ. Rồi ngược lại cái câu là người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Có nhiều khi mình làm thiện, mình không chấp người, mình là người thiện, mình không thấy cái đó là thiện. Nhưng mà khi mà thiện nó chín mùi, mình mới thấy nó là thiện. Thường khi mà đi đám tang á, thì Pháp Hòa hay nhắc người thân gia đình, nếu quý vị thấy rằng hôm nay ba mình, mẹ mình, em mình, anh mình đã được bao nhiêu người bạn bè đến đưa tiễn, khóc thương, tiếc nuối, thì tự mình hiểu được người thân của mình đã gieo bao nhiêu cái điềm thiện ở trong trong lòng của mọi người. Cho nên khi mình mất đi, người ta vẫn tiếc, người ta vẫn thương. Vì vậy mà người xưa cũng hay dạy mình hoài cái câu, khi mình sanh ra, mình khóc, người xung quanh mình cười. Vậy mình phải sống như thế nào để khi mình chết đi, mình cười mà người khác khóc? Tại sao mình cười? Tại mình viên mãn rồi. Mình đã sống trọn một kiếp người, dù ngắn dù dài không có quan trọng. Quan trọng là cái cách sống của mình đã trọn vẹn. Quý vị thấy cái diêm quẹt không? Cái diêm quẹt đó, mình quẹt lên đó, cái mạng sống của diêm quẹt bao lâu? Nó ngắn thôi. Nhưng mà cái diêm quẹt nó rất là tích cực, vì nó quẹt lên cái nó tắt, nhưng mà nó ít nhất nó đã soi cho người ta thấy cái công tắc đèn ở đâu, để người ta mở công tắc đèn và sáng cả một căn phòng. Vậy thì cái diêm quẹt này á, quẹt lên thì nó tắt, nhưng nó đã để lại cho người khác một số những cái ánh sáng. Cho nên có một cái người ta thấy thà là như chiếc que diêm vậy đó. Mình quẹt lên một cái nhưng mà ngắn lắm, nhưng mà rồi mình để lại cho đời cái gì đó. Cuộc sống của mình cũng vậy, trong cái chớp nhoáng à. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nói, tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Những cái gì mình có tạo tác, thí dụ như cái ly này nè, có mình tạo nè, mình tạo ra đất nè, mình nung nấu nó, mình sơn phết nó, đây cái ly này là pháp hữu vi. Cái nhà này là pháp hữu vi, là do mình mua gỗ về, mình cưa, mình đục, mình đóng, mình làm. Cái gì nó có mặt mà do con người mình chế tạo, cái đó do hoặc là thiên nhiên chế tạo, mặc dù nó là thiên nhiên nhưng nó thủy chung nó có hình tướng, nó có tạo tác, thì nó là hữu vi pháp.
tất cả các pháp hữu vi. Như cái gì? Như thiết hữu pháp pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh. Bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ là xương, diệt như điển, như một cái xẹt qua thôi. Mình phải quán tất cả từ cái đời sống của mình, con người của mình, hạnh phúc của mình, tài sản của mình, nhất nhất cái gì trong cuộc đời này mình có, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, như điển, như hạt xương trên cỏ thôi, nắng lên là tan. Mình tiền kho bạc để, một hơi thở ra mà không thở vào thì tất cả đó không phải của mình, để lại hết. Ai muốn làm gì làm. Thậm chí mình nghĩ mình để là một cái di chúc. Ông vua ngày xưa để thánh chỉ mà còn bị đổi mà. Ông để cái thánh chỉ lại thì con cái thần dân sẽ nghe lời ông, sẽ làm theo ý ông, chưa chắc. Gian thần tạc loạn gì cũng sẽ để đổi thánh chỉ được hết. Thì cuộc đời này không có cái gì mình nắm được hết. Còn nếu mình nắm mà chết rồi, người ta để vô tay mình một cọc vậy đó, cả túi vậy đó, mà dở ra toàn đồ mua ngoài chợ không, lấy từ đồ thiệt mua đồ giả, chứ ai dám đem đồ thiệt để vô đâu. Quần áo đốt đi cũng bằng giấy, vàng vòng ra chợ mua cũng bằng giấy đó. Cho nên nhất thiết hữu vi pháp như mộng, nó như mộng thôi. Huyễn cũng thật, bào là bọt, ảnh là cái bóng, như lộ là như xương, diệt như điển như một cái chớp nhoáng. Quán cái đó, ưng tác như thị quán. Phải như thế mà quán chiếu mỗi ngày. Để làm gì? Để nhẹ lòng. Và khi nó còn, mình sử dụng như biết nha. Mình phải biết. Và khi mình thấy vô thường như vậy, mình biết trân quý những người thân, trân quý những ngày mình đang có, trân quý những người thân mình đang có. Trong cuộc sống có những cái nó không như ý mình, nhiều khi cũng do hoàn cảnh nó đẩy đưa. Thôi, anh em với nhau, bà con quyến thuộc với nhau, cái gì xả được xả. Người ta hay nói gì nè, vừa rồi người ta có đăng một cái đoạn của Hòa Thượng Lần Mai. Trong cuộc sống người ta thường khuyên mình buông bỏ, nhưng có những cái mình không thể bỏ, đó là người thương của mình. Nếu mà người thương của mình bỏ đi luôn thì mình sống vô nghĩa quá. Thật sự là mặc dù cuộc đời nó có những cái bỏ chứ, nhưng mà có những cái nên bỏ, bỏ hờn, bỏ giận. Nhưng mà có những cái không nên bỏ, mặc dù biết nó là tạm. Đó là những cái tình nghĩa mà chúng ta sống với nhau. Cho nên có một người làm một cái bài thơ đó: nếu mình muốn nói những lời gì với mẹ đó, hãy nói đi, đừng đợi đến khi nào mà mẹ mất rồi mình mới ghi một cái lời thương yêu đó lên một tấm đá. Cái miếng đá vô tri nó không có feel được, nó không có cảm nhận được những cái lời thương yêu đó. Thì ngay cả người thân của mình cũng vậy, nhất là khi cha mẹ mất rồi, mình còn lại có anh chị em thôi, mà nhất là rồi khi mình ra tới nước ngoài rồi còn mấy người nữa thôi. Đừng có giữ cái khoảng cách, đừng có để cho nó xa lìa. Mà người lớn ở trên mà không gần gũi được thì đám con ở dưới này nó cũng làm sao nó gần. Rồi sao mai mốt mình già nua đi rồi, bây giờ mình khỏe cái gì nói cũng được hết á, tôi không cần ai hết á. Không phải đâu, nói vậy thôi, chứ lúc về già đó, ở trong nhà dưỡng lão hay là mình ở nhà một mình, các con nó đi làm không có ai, lúc đó chừng đó mình tư duy, mình quán chiếu lại, mình thấy là mình đã có những ngày mình sống chưa có dễ thương. Cho nên qua hai cái câu kinh này nói thiện là gì? Cách sống cho nó tăng trưởng cái thiện lành. Nói ác là gì? Là cái cách sống mà làm tổn thương, mình làm tổn giảm với nhau. Thế thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải đi giết người, hại vật gì cả. Thiện là sống có tăng trưởng, có tăng ích. Thí dụ như là cái cơ thể mình đây, mình nghĩ coi mình có ác với nó không? Mình tự mình quán chiếu coi mình có ác với nó không? Mỗi ngày mình đem bao nhiêu độc tố vào trong cơ thể này, trong khi đó nó đang sống cho mình. Tim, gan, phèo, phổi, mọi thứ nó sống vì mình. Mình ăn bao nhiêu vô nó tiếp nhận, rồi nó đưa ra nó nuôi dưỡng. Mà rốt cuộc rồi á, mình thì muốn, mặc dù trong lòng rất muốn khỏe, nhưng mình đem toàn là độc tố vào trong cơ thể mình. Hút sách,
cờ, rượu chè, tất cả những cái độc tố đó. Vậy thì cái giới thứ năm mà Phật dạy á, là phải ý thức trong việc ăn uống hàng ngày để không tổn hại đến thân tâm. Như vậy Phật dạy cái đó là lợi cho ai? Lợi cho mình. Vậy thì tại sao sợ gì mà không quy y giữ giới? Mình quy y là để mình phát một cái nguyện, lập một cái tâm cho vững chãi, là mình ý thức. Quý vị nhớ là Phật giáo tu tập là mình ý thức cái xấu mà mình bỏ, nhận diện cái tốt mà mình làm, chứ không có phải do mình tín ngưỡng, thần phục, Phật biểu vậy là phải vậy. Không, Phật giáo không có cái chuyện gọi là ép buộc, mà gọi là áp đảo tín đồ gì hết. Mà chúng ta phải ý thức cái gì xấu nên bỏ, nhận thức được cái gì thiện nên làm. Vậy thì cái mà mình ăn uống không có lành mạnh là hại thân. Phim ảnh sách báo mà nó không lành mạnh thì nó hại tâm. Con người sống chỉ có thân tâm thôi, bệnh hoạn hết thì còn gì. Mà quý vị biết gần đây là tuổi trẻ nè, lạc hướng, mất hướng, nó không biết sống để làm gì, không biết đi học để làm gì. Và nhiều đứa nó đã bị bệnh trầm cảm nặng, có nhiều đứa 2 năm, 3 năm, rất là nhiều. Mà người lớn cũng bệnh, người nhỏ cũng bệnh, là tại vì mình sống mình không có một phương hướng, không có một cái lý tưởng để mình phải sống như thế nào. Cho nên đạo không phải để mình đến chỉ dưới đức tin, mà đạo để mình đến mình tìm một hướng đi. Chỉ đạo là con đường mà, tìm một con đường để mình đi cho trong sáng. Và chính con đường đó dẫn mình tới cái chỗ an lạc, giải thoát. Người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện được chín mùi, người thiện thấy là thiện. Có nhiều khi việc lành mình làm mình đâu có thấy, nhưng mà cuối cùng mình thấy không? Kết quả biết bao nhiêu. Chẳng hạn như khi mà người ta làm một cái giếng nước, cái mình nói trời ơi thời buổi này nước phong tên thiếu gì, cần gì phải đóng giếng nước. Nhưng quý vị biết không, có những cái quốc độ nó không giống mình ha. Pháp Hòa biết có nhiều nơi như thế này nè, trời nóng người ta xài nước phong tên được. Và có những khi trời lạnh mà cái vùng đó họ không có chế độ là sưởi gì hết, thì tất cả các cái ống nước nó bị bể đông hết. Chừng đó dân làng phải chạy ra cái giếng lấy nước giếng xài suốt mùa đông đó. Thật ra là nhiều khi mình thấy cái giếng nó vô dụng, vì mình thấy có sẵn cái ống nước đấy. Nhưng mà ở đâu người ta biết đó, và người ta tự người ta có một cái cách nào đó để người ta hoán chuyển. Cho nên lúc mình đi ngang mình không thấy, nhưng mà khi hữu sự mình mới thấy. Cho nên đó, nhiều khi mình làm thiện mình không thấy phải không? Đây nè, nhưng mà khi mình gặp tai nạn, trời ơi, tự nhiên có cái gì nó đến với mình, chứng minh rõ ràng làm thiện được thiện. Pháp Hòa kể lại câu chuyện cũ. Có cái ông đó nhà giàu, ăn uống phung phí lắm, nấu nấu xong rồi ăn hết đổ. Thì có một ngày nọ gia sản tiêu hết, lang thang đi ăn xin. Thì đi tới cái chùa làng của ông á, thì ông vô chùa ông xin cơm, thì hòa thượng mới hấp cơm khô lên cho ông ăn. Trời, ông ăn ông khen ngon đáo để, ông cảm ơn hòa thượng quá chừng luôn. Hòa thượng nói khỏi cảm ơn, cơm này của ông đó. Ông nói làm gì có. Ông nói tại vì nhà của ông khúc trên, thời gian trước ông ăn rồi ông phung phí, ông đổ xuống cái cống này là chùa hứng lại hết, rồi rửa sạch sẽ, rồi chùa phơi, rồi để dành ăn những bữa mà mùa đông mà không có trồng trọt gì được, không có đi đứng gì được, thì ăn cái cơm cũ mà ông dục đó. Thật ra nói là nó không có hư gì hết, tại ông phung phí thôi. Cho nên là tụi nhà chùa, tôi nhà chùa mới lượm lại phơi khô để dành ăn. Thành thử ra bữa nay ông cũng quá bước tới đây, ông cũng ăn lại cái thức ăn cũ của ông. Thì cái này lúc đó ông mới dở lẽ rằng rằng mình phung phí mà đến một lúc nào nó kiệt quệ rồi, không, phước mình hết rồi. Cho nên á, hưởng phước bất khả hưởng tận sanh bần cùng. Có phước đừng hưởng hết, hưởng hết sẽ nghèo khổ. Hồi nãy Pháp Hòa nhớ thầy Chân Tạng cũng có tiền đừng xài hết phải không? Để dành phần rồi nhớ làm ăn tiếp. Đừng thầy ỷ có tiền rồi không đi làm. Có tiền là một việc nhưng vẫn phải tiếp tục đi làm. Giống như mình có sức khỏe cũng đừng ỷ, tại vì sao?
không biết bồi dưỡng thì sức khỏe nó tiêu. Tuổi trẻ đừng có nghĩ là mình trẻ, tại vì chết nó không có chừa ai hết, không phải già mới chết. Và nếu một người nào mà đi theo một quá trình sanh, già, bệnh, chết, đó là một hạnh phúc lớn. Người nào mà đi qua được sanh, già, bệnh, chết là một hạnh phúc lớn nha. Có nhiều khi vừa sanh chết, chưa già chết, không bệnh mà chết, chứ đâu phải đi theo quá trình của tuần tự đâu. Cho nên có một ông đó lên xin một câu đối ăn Tết đó. Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng cho con một câu đối ăn Tết. Hòa Thượng ghi: ông cố chết, ông nội chết, ba chết. Bên này cũng ghi: con chết, cháu chết, chắc chết. Trời đất ơi, Tết nhất mà ông cho gì mà chết không? Đấy, chết thứ tự là hạnh phúc. Chết thứ tự là hạnh phúc. Cho nên già rồi mới tới bệnh mà tới chết, đó là một hạnh phúc. Có nhiều khi chưa già mà đã chết, chưa bệnh mà đã chết, còn khỏe mà chết, không bệnh gì hết. Cho nên Diêm Vương quyết định canh ba chết, chẳng để cho ai tới năm canh, không có giới hạn được. Thưa đại chúng, có một câu hỏi: lòng con luôn hướng về Phật Pháp, con tránh ác, làm việc ác và ráng làm tất cả việc lành, nhưng con ít có thời gian niệm Phật vì bận rộn công việc và cũng hơi làm biếng. Very honest. Tiếng Mỹ nó có câu honestly is the first policy. Xin Thầy chỉ rõ cho con biết việc ít niệm Phật như vậy sẽ cản trở như thế nào trên bước đường tu học của con. Nếu mà con không có niệm Phật, Phật cũng sẽ cảm ơn, tại vì bớt một người réo ổng. Thưa đại chúng, câu hỏi rất hay và rất là thật. Trong 45 năm Đức Phật thuyết Pháp, chỉ dõn dẹn và tóm gọn trong 3 câu thôi: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đạo đức nhà Phật nằm trong 3 câu đó. 45 năm thuyết Pháp của Đức Phật nằm trong 3 câu đó. Vậy thì Phật tử này đã summarize được lời Phật rồi nè. Con cố gắng lánh ác làm lành, còn chuyện niệm Phật ăn chay là phụ. Don't worry. Mình niệm Phật thật nhiều nhưng mà sân si còn đầy dẫy thì cũng được, nhưng mà được cái lúc niệm thôi. Thấy không? Cái lúc mình niệm thì nó giảm thôi, chứ còn ngưng cái nó phát bệnh trở lại. Cho nên thưa đại chúng, cái chính yếu là làm sao chúng ta lánh ác làm lành. Nhưng mà ở đây có một câu nè: có một chút làm biếng niệm Phật chứ không phải không có thời gian. Nói hồi cũng lòi cái thiệt. Vậy thì thời gian chúng ta có, nhưng mà chúng ta làm biếng. Mà thưa đại chúng, làm biếng đạo Phật gọi là giải đãi. Giải đãi nghĩa là gì? Thế nào gọi là giải mà thế nào gọi là đãi? Thân mình mỏi mệt là giải, tâm mình chiều theo nó là đãi. Ví dụ như hôm nay đi tu ở chùa Văn Thù về nha, xong cái lẽ ra sáng ngày mai theo chương trình 6 giờ thức tụng kinh, cái ngủ về ngủ giấc cái vẫn chưa đủ. Sáng ngủ dậy sao nó quể quải quá, cái thân nó muốn nằm nữa, cái tâm nó nói tiếp: nó hôm qua tu ngày rồi, hôm nay nghỉ đi cho nó khỏe, Phật đâu có biểu tu cực khổ vậy. À, cái thân mà nó mệt á là cái tâm nó chiều, nó nói theo. Có hay bị cái đó không ta? À, cho nên á, hễ thân mà mệt gọi là giải, thân mà nó sanh lười biếng gọi là giải, tâm mình chiều chuộng theo cái thân đó gọi là đãi. Nói theo đơn giản, nói theo tiếng Việt đơn giản là làm biếng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có câu: làm biếng đưa đến con người tới chỗ đọa lạc. Thí dụ nè,
Một đứa con nít làm biếng học thì đứa nhỏ này làm sao? Không biết gì hết. Thấy chưa? Nhớ đơn giản thôi. Một con người làm biếng ăn, bệnh tật. Bệnh mà làm biếng uống thuốc, khó hết. Lâu lành. Mà ở đời mình ngộ lắm, mình siêng nhiều cái. Chẳng hạn như sáng ra phải siêng làm mặt, đi đâu phải siêng chải tóc, trước khi đi ăn tiệc siêng để thì giờ kiếm vài bộ ướm vô thử. Rồi mình nhớ là tuần rồi mình đi tiệc này mình mặc bộ này nè, tuần sau mình mặc bộ này nữa, ta nói mình mặc đồ cũ. Phải kiếm bộ mới mặc cho nó. Rồi siêng lửa dày. Mấy cái siêng đó có ai nói gì đâu, không có tội lỗi gì hết. Nhưng tự mình sẽ nói với mình, nếu mình đã siêng được việc bình thường của thế gian thì tại sao mình không ráng thêm chút nữa siêng cái việc chữa trị, giúp đỡ cho tâm linh của mình. Nếu mình siêng được cái đó thì tại mình không siêng được cái này. Mà chính cái này mới là cái gốc, còn cái kia chỉ là cái phủ. Thưa đại chúng, tuy niệm Phật chỉ là phụ, nhưng thiếu niệm thì chúng ta thiếu cái sự an định. Tại vì câu niệm Phật giúp cho mình định tâm. Nếu mình không niệm Phật thì hãy siêng niệm Pháp. Niệm Pháp là niệm gì? Niệm lời kinh tiếng kệ. Có nhiều người ta không niệm Phật, nhưng mà người ta đi đứng nằm ngồi người ta niệm Pháp. Thí dụ ha, người ta thuộc một câu kinh: như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, phiền não không thể hại. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào. Cũng vậy tâm không tu, não phiền thường hay hại. Nhớ cái câu đó thì gọi là niệm, niệm Pháp. Nếu mình thiếu tu, cũng giống như nhà thiếu lợp. Lợp mà không khéo thì mưa nó lọt vào. Tâm mình không vững chãi thì bị phiền não, lợi danh khen chê, thị phi, nó làm phiền mình. Lỡ hôm nào mình ra đường gặp người ta chê mình, cái mình hơi chao đảo, nhớ lại liền một câu kinh: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Bậc trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Nhớ cái câu đó gọi là nhớ Pháp. Vậy thì mình không niệm Phật, nhưng mà mình niệm, niệm Pháp. Mình có ba cách niệm, nhớ không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nếu thí dụ như giờ ai chọc mình giận quá, thay vì mình định xăng tay áo lên mình nói cái nó không được, được, để tôi đi niệm Phật, cái mình kiếm góc: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Đó gọi là niệm Phật. Lấy câu niệm Phật giúp cho tâm mình định. Rồi mình niệm hoài nó chưa hết, cái niệm thêm câu nữa, fantasy ra: nó A Di Đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quan Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Nhờ mỗi người mỗi tật, mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi phương, gom lại cái thành thanh tịnh đại hải chúng. Tụng như vậy rồi lát cái tâm mình nó an. Thật sự ra Phật luôn luôn khuyến, Phật không cấm mình nói, nhưng mà nói trong lúc giận không bao giờ là lời nói khéo. Mình được quyền nói, nhưng mà hãy nói trong lúc định tâm. Cho nên câu thứ ba nhớ không? Giữ tâm ý trong sạch. Bởi vì khi tâm định là lời nói sẽ rõ ràng. Tâm cuồng loạn do giận dữ thì lời nói sẽ đầy dẫy phiền não khổ đau, hối hận, và có thể đi đến chỗ đổ vỡ. Rất nhiều lần mình đã đổ vỡ kiểu đó. Phải bữa đó tôi nhịn nó thêm 5 phút nữa thì đâu có chuyện gì. Đời là nó vậy. Cái lúc nào cũng phải chi, nhưng mà lúc đó không lẽ, không lẽ tôi nhịn nó sao? Thành thử ra thưa đại chúng là ở đây á, mình tránh ác làm lành là được rồi. Thôi bây giờ nếu đã biết mình lười tu, ráng tăng lên chút nữa đi, chỉnh độ lên chút. Lái xe còn over speed mà tu mà không tăng speed làm sao tu được, không? Nếu mình đã biết lười thì mình nên tập lại cái tánh lười đó. Có một cái bài thơ hồi nhỏ và thuộc lòng:
Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mà tinh tấn là nó đối lại với giải đãi. Hồi nãy Pháp Hòa giảng hai chữ giải đãi rồi phải không? Bây giờ nó hai chữ tinh tấn. Thế nào là tinh mà thế nào là tấn? Tinh là khi chúng ta tường tận cái việc đó cần làm thì chúng ta sẽ siêng năng để làm, thì gọi là tinh tấn. Mình tin tường việc đó cho nên mình mới siêng làm. Hôm nay Pháp Hòa được gặp quý Phật tử ở Bắc Cali lái xe lên nè. Có những vị ở San Jose nè, có những vị ở Fresno nè, đi từ 4-5 giờ sáng để lên kịp dự cái thời Pháp hồi trưa đây. Rồi nãy lên từ Giả đi về, mà đi về mà còn khóc. Thưa đại chúng, tại sao các vị đó lại siêng làm như vậy? Tại vì tinh tấn đó. Cho nên nhà Phật có câu tinh tấn độ giải đãi. Mình phải siêng năng để mình độ cho cái tên lười biếng của mình. Trời ơi, nó mà làm biếng cái rồi nè, nó mua ngàn bài bản. Cho nên nó trở ngại như thế nào trên bước đường tu học? Thật ra thì nó chướng ngại một chút là ở cái chỗ chúng ta không đi xa. Tích niên hành xứ, thốn bộ bất di. Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không dời, không có tiến được. Nhưng mà cái cốt ở đây là đã có được cái hay rồi nè. Ráng làm lành lãnh ác, tốt lắm rồi đó. Nhưng mà ở cái đó, ở cái hạnh nguyện, còn nội tâm cũng phải cần lắm. Cho nên có thời gian niệm Phật tụng kinh để chuyển hóa nội tâm của mình. Thôi bây giờ nếu mà mình ngoài niệm Phật nghe Pháp, nghe Pháp thêm để nó tăng trưởng cái tinh tấn lực ở trong mình. Cho nên chúng ta có ngũ căn ngũ lực đó. Trong đó có tính tấn, tấn là siêng năng đó. Niệm định tuệ. Trên bước đường tu học, hàng Phật tử chúng con phải tự lực thật nhiều, nhưng ngoài tự lực còn có tha lực trợ giúp từ chư Phật, chư Bồ Tát. Xin Thầy từ bi chỉ rõ cho chúng con biết thế nào là tha lực và làm thế nào chúng con phân biệt giữa tha lực và sự mê tín để chúng con khỏi lầm đường lạc bước. Câu này hay lắm. Chúng ta tu á, chúng ta có nương vào hai cái lực. Tự lực tức là mình tự mình phải siêng năng tu tập. Tha lực tức là sợ trợ giúp ở bên ngoài của Phật, của Bồ Tát và cũng như của tăng thân đạo hữu của mình. Bây giờ câu hỏi là bây giờ làm sao để mình biết cái đó là tha lực hay mê tín? Hay đó. Không khéo thì mình cái gì cũng giao phó cho Phật, phải không? Ví dụ như thế này, mình nương vào tha lực á, có nghĩa là mình nương vào Phật Pháp Tăng để trợ cho mình trên bước đường tu. Nhưng mà nhớ là các vị đó chỉ trợ duyên cho mình. Ví dụ nè, tượng Phật đây á, là tha lực đó. Tức là bây giờ mình muốn lễ Phật. Bây giờ mình muốn lễ Phật mà thật ra mà nói, trong mười phương này mình hướng chỗ nào mình lại cũng được, chứ không phải chỉ hướng đến cái chỗ có tượng Phật. Nhưng bây giờ cái tâm tư của chúng ta chưa có thuần, chúng ta mượn cái tượng Phật làm bằng gỗ do chính chúng ta đặt, thậm chí chúng ta tự làm vân vân, chúng ta tự vẽ để rồi chúng ta gọi đó là Phật, rồi chúng ta bắt đầu lại Phật. Vậy thì cái tượng này, tượng Phật này chỉ là một tượng Phật để trợ duyên cho chúng ta. Chúng ta phải tự lực đến lại Phật. Và tượng Phật là cái trợ duyên. Khi chúng ta buồn phiền, chúng ta nhìn Phật, tự nhiên tâm chúng ta lắng tịnh xuống. Nhưng mà chúng ta không được hiểu rằng Phật ngồi đó đó. Phật ngồi đó đó, Phật linh lắm á.
cha Phật không có độ, Phật không có ngồi đó. Đây là tượng Phật thôi. Cho nên hồi xưa các tổ mà để tránh cái trường hợp này, các ngài hay nói tượng Phật bằng gỗ không độ được ngọn lửa, tượng Phật gỗ không được độ được cái búa, Phật đất không độ được nước, Phật giấy không độ được lửa. Chữ độ đó là, cái là nếu mà cái tượng Phật giấy đó mà đem lửa vô đốt thì tượng Phật cũng tiêu, cái hình ảnh Phật đó cũng hết. Vậy thì tượng này là tha lực, cho chúng ta biết rằng đây là một cái trợ duyên. Bởi vì chúng ta tâm chưa thuần, chúng ta cần có tượng Phật để giúp cho chúng ta thuần cái tâm. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng tượng Phật này sẽ phù hộ cho mình. Ăn chay để trợ duyên cho mình, thứ nhất là vấn đề sức khỏe, thứ hai là nuôi dưỡng lòng từ, thứ ba là tâm tánh mình được thuần hòa, không có máu thịt của chúng sanh, bớt sự nóng nảy, nuôi dưỡng sự bình đẳng, tôn trọng sự sống của mọi người, giảm tưởng để giảm đi những cái ý niệm về giết chóc. Ăn chay là trợ duyên cho mình vậy. Còn nếu mình hiểu là ăn chay để Phật phù hộ cho mình, và ăn chay là tại vì mình có cái giao kèo với Phật. Giao kèo sao? Con đang cho người ta mượn nợ mà người ta hứa 3 tháng người ta trả, mà bữa nay tháng thứ tư rồi, con kiếm hoài, con kiếm người ta không ra. Phật phù hộ cho con, họ đem tiền họ trả, con cúng chùa 50% của ăn chay tháng. Mà thường thường là mình lúc nào cũng có giao kèo với Phật. Phật phù hộ cho con thì con mới làm cái này. Bình thường không bao giờ thấy cúng dường hết, mà khi nào khổ bắt đầu cúng dữ lắm, tại mình có cái giao kèo. Thật sự ra cái đó cũng không có gì sai quấy, nhưng mà ở đây chỉ muốn xác định cho chúng ta thấy, tha lực có nghĩa là những cái gì Phật hỗ trợ cho mình. Ví dụ như lúc mà mình niệm Phật tâm loạn quá, thì để cái hình Phật phía trước, để mình nhìn quán hình Phật, để tâm mình bớt loạn, để tịnh. Cái đó gọi là quán tưởng, quán tướng niệm Phật. Quán tướng, cái nhìn hình tướng của Phật để tâm mình định. Thì cái hình Phật đó là gì? Là tha lực. Còn tự lực đó là chúng ta đang ngồi niệm Phật đây. Bây giờ tâm mình loạn quá, lấy sâu chuỗi ra lần Nam Mô Di Đà Phật, bấm hột Nam Mô Di Đà Phật, thì sâu chuỗi này là tha lực. Còn chúng ta phải tự lần chuỗi để niệm Phật là tự lực. Niệm hồi sau nó mê tơi chân quá, đứng dậy, bước một bước A-di, bước một bước Đà Phật, kinh hành niệm Phật. Vậy thì cái tha lực tức là những cái phương tiện mà cái gì có thể trợ duyên để cho chúng ta tiếp tục tu được mà không bị lui sụp. Bây giờ quý vị đau chân không ngồi dưới đất được, mà bây giờ nếu bác là không được, bác phải tự lực ngồi dưới đất để chứng tỏ là bác thành tâm nghe Pháp. Nói vậy thôi, để tôi về tôi nằm nghe YouTube. Thì bắt đầu bây giờ phải tha lực nè. Xách ghế vô để đầy trên chánh điện hết, thỉnh các vị thượng tọa lên ngồi đó. Thượng tọa dưới kia cũng đông lắm. Vậy thì cái ghế đó là tha lực. Còn tự lực chúng ta là ngồi nghe Pháp. Và chúng ta phải xác định rằng cái nào nó mang đến cho chúng ta định tuệ, có giới, có định, có tuệ, thì cái đó là tha lực chân chánh. Chứ chúng ta không được gởi gắm. Ví dụ nè, ghi tên cầu an đâu có sao, cứ ghi. Nhưng đừng nghĩ rằng ghi như vậy rồi là quanh năm mình bình an. Nếu chúng ta về nhà không chịu ứng dụng, nhường nhịn với nhau, nói một cái mắng lại một câu, ổng nắng lại, hoặc là ổng nóng qua ổng quánh mình cái, ủa sao con cũng gửi cầu an rồi mà. Nếu mà tin rằng như vậy là ông thầy này ông có tụng không ta? Nếu mà ông tụng mà sao con vẫn còn bị đoan đó. Mình gửi gắm cái kiểu đó là mê tín á. Còn mình gửi gắm là gửi cái tên vô chùa để nhờ thầy cầu cho mình an, đó là mình xin thêm một chút năng lực bình an ở cửa chùa. Nhưng mà tự thân mình phải ứng dụng lời Phật dạy,
chồng giận thì vợ phải bớt lời, cơm sôi mà bớt lửa thì một đời nào khê. Anh không ứng dụng cái câu châm ngôn thiền ngữ đó. Nè nè nè, giỏi đánh đi, giỏi đánh đi. Trong khi mà tao đang nắm gần chết, giỏi đánh đi, giỏi đánh đi. Rồi ổng đánh đi cái nó, ủa giờ đánh đâu? Cái đó là mình gửi gắm không đúng à. Mình thắp một cái đèn cúng lên Phật, mà người mà người ta chưa hiểu đạo, người ta kêu đi cúng sao. Phật tử hiểu đạo rồi là không cúng sao mà cúng dược sư. Mỗi một ngọn đèn là tượng trưng cho một tia sáng của trí tuệ. Thắp lên một ngọn đèn tức là sắp sáng tâm lòng của mình, để mình ứng dụng, mình sống cho đúng. Ví dụ như 90 tuổi rồi, bắt đầu mới bệnh đó, trời ơi, sao mới có 90 mà bệnh, trời Phật. Ta mới có 50 ta nằm bệnh viện rồi sao? 90 rồi mà còn nói mới có 90. Mà nếu mà 90 tuổi mà bệnh mà được như thế này là quý lắm rồi. Cho nên phải vận dụng cái ngọn đèn đó để sáng lên rằng 90 tuổi mà được như vậy thì quả thật là quá quý. Mà bệnh lên bệnh xuống mà vẫn còn được như vậy là cũng là quá tốt. Tự mình phải thắp sáng lên một sự đó để chúng ta an ổn cái sự buồn phiền trách móc của mình. Chứ đừng có hiểu lầm là mình gửi vậy cái mình được bình an, mình làm kia là mình được khỏe mạnh. Hiểu như vậy thì chúng ta không bị lầm đường mê tín. Đó, ví dụ như là mình chụp hình vậy đó, như Pháp Hòa hay nói hoài vậy đó. Ba người vô đẩy ra không cho chụp ba người, nhất định phải hai thôi, tại vì ba xui lắm. Hỏi sao xui, nó tam nương. Mà nhiều khi ba cậu đang đứng cho tam nương ở đâu. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà mình phải xác định, nhờ đâu mà mình biết cái nào mê cái nào chánh? Nghe pháp, mình phải nghe pháp cho nhiều. Mà nghe đây không có nghĩa là trời ơi nghe ngày nghe đêm, lúc nào cũng hỏi có bài mới không, có bài mới không. Giống như mì ăn liền vậy. Mình nghe một lần chưa đâu, nghe lần thứ hai. Mà càng cái nhiều khi cũng cái bài đó đó, mà mình mỗi một lần mình nghe là một lần mình lại phát minh những điều mới lạ, mình hiểu sâu sắc hơn ở trong đó. Cho nên một quyển sách đó, người ta viết ra, người ta nặng bao nhiêu tinh hoa trí tuệ chất xám của người ta, ta viết ra. Mình đọc sơ sơ hỏi đọc rồi, bẻ muốn nát cuốn sách người ta vậy mà không câu nào trong đó mình nhớ hết. Mình gặp, mình highlight, mình làm dữ dội lắm, nhưng rốt cuộc muốn biết gì cũng đó. Cho nên thưa đại chúng, mình cứ làm như vậy. Cho nên nghe pháp để mình minh định rõ ràng cái nào mê, cái nào chánh. Mê tức là mình chấp vào mỗi việc là như vậy. Ví dụ á, mình cứ nghĩ rằng á, mỗi lần mà mình niệm Phật á, phải niệm bao nhiêu mới đủ. Tụng kinh á, phải tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu mà tụng kinh xong mà không tụng Bát Nhã Tâm Kinh á, lỡ mình có thiếu không có bài nào bổ vô hết. Cho nên tụng Bát Nhã Tâm Kinh gọi là bổ khuyết. Lỡ thí dụ mình ấy, thí dụ thôi, câu đó là A Di Rị Đô Bà Tỳ, mình tụng mình thiếu con câu A Di Rị mình bỏ chữ đô, hay là A Di Đô mình bỏ chữ rị, cái mình nói tụng vậy thiếu, thôi ráng tụng bài Bát Nhã, là tại vì Bát Nhã sẽ bổ vô chữ rô. Không phải như vậy. Hiểu như vậy là hiểu mê. Sau khi quy y xong thì làm sao liên lạc với thầy để được học hỏi thêm Phật pháp, vì thầy ở xa quá? Dạ thưa, không có xa, mình có cái bài hát Tuy Xa Mà Gần. Có một lần á, Đức Phật đi thuyết pháp về, thì các thầy ở trên núi Linh Thú tranh với nhau đi xuống chân núi đón Phật, để được gọi là người đầu tiên đón Đức Thế Tôn. Thì trên đường đi thì các thầy về đến tỉnh xá, lên tới trên đỉnh núi thì các thầy mới nói bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh được làm người đầu tiên đón Ngài sau chuyến hoằng pháp trở về.
Đức Phật nhìn qua bên hông thấy có một thầy tỳ kheo không đi đâu hết mà đang ngồi thiền. Đức Phật nói không, cái người đón tôi đầu tiên là thầy này nè. Quý vị hiểu câu chuyện không? Không phải là mình làm việc gì đó để được gọi là gần. Chỉ cần mình ứng dụng những lời thầy hướng dẫn cho mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, thầy dẫn sát bên mình không xa một tơ tóc. Bây giờ nói tới đây định nghĩa hai chữ thân cận. Thế nào là thân và thế nào là cận? Chúng ta thường cứ nghĩ rằng ở sát bên kêu thân cận, lúc nào cũng đi chung với nhau kêu thân cận đó. Trong kinh định nghĩa chữ thân cận nè, thân cận có 5 cách. Ở chung là 1, ở lâu là 2, quán sát là 3, trí tuệ là 4, ứng dụng là 5. Ở chung là thân cận một nghĩa rồi phải không? Ở lâu là nghĩa thứ hai. Có không? Hai vợ chồng có sống chung vợ lâu không? Nhưng mà không hiểu nhau là chưa đủ thân cận nha. Không quán sát nhau, không gọi là thân cận nha. Hồi lúc mà mình mới quen á, mình hay send cái message lắm. Em đang ở đâu? Có cần anh đi đón không? Mà tới hồi chán nhau rồi, bà text bà nói: anh ơi chở em về, tôi đang bận, bà nhờ bạn bà đi. Cho nên mình phải ở lâu, ở chung, ở lâu mà phải hiểu nhau, quán sát nhau, tức là quan tâm nhau. Còn nếu mình là người đệ tử, ở lâu với thầy, ở chung với thầy, ở lâu với thầy, phải quán sát cử chỉ hành động việc làm của thầy để tăng trưởng trí tuệ cho mình và ứng dụng những gì thầy dạy mình qua thân khẩu ý, thế gọi là thân cận. Định nghĩa gọn gàng, thân là ở sát bên, cận là làm theo những lời thầy mong mỏi. Có một vị thầy làm một bài thơ thiền: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày ôm Phật thức. Nói trời, tu sao mà romantic quá. Vừa rồi bên Atlanta có một chị Phật tử, chị tới chị xin chụp hình. Chị đứng, chị vừa bước vô sát bên, chị nói nhỏ liền: trời ơi thầy biết không, 8 năm nay đêm nào cũng muốn ôm thầy ngủ hết. Ôm cái gì? Ôm cái iPad đó. Mà nói không có gõ gàng. 8 năm nay đêm nào cũng ôm thầy ngủ. Mà may phước là thời buổi bây giờ người ta có cái iPad, ta hiểu mình đang nói gì nghe. Nếu mà không ai hiểu nói gì là chết á. Một anh khác: con cảm ơn thầy, nếu không có thầy thì con không sống tới ngày giờ này. Rồi mẹ chạy tới nói: nó nhờ thầy lắm đó, nó không là đứa con này nó đau khổ và nó chết rồi. Thì thưa đại chúng, là tại sao là đêm đêm ôm Phật ngủ mà ngày ngày ôm Phật thức? Bởi vì khi trong lòng chúng ta có Phật và chúng ta sử dụng được những lời Phật dạy, thì có phải lúc nào mình cũng ngủ với Phật không? Và khi mình thức thì Phật mình cũng thức theo. Nếu mình á, mà trong lòng mình có Phật thì mình bằng tuổi với Phật, mà Phật cũng sẽ bằng tuổi với mình. Có một người khác tới hỏi: thưa thầy, năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Ổng nói: tôi bằng tuổi Phật Di Đà. Cái vị Phật tử kia ngó lại nói: ủa vậy Phật Di Đà bao nhiêu tuổi? Nói: Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Tại sao nói câu đó? Bởi vì tôi, tí dụ tôi mang hình hài của một con người 50 tuổi mà lúc nào tôi cũng nhớ Phật, nghĩa là tôi bằng tuổi Phật Di Đà, phải không? Mà bây giờ tôi 50 tuổi tôi đang niệm Phật thì Phật Di Đà bằng tuổi tôi. Vậy thì quý vị thấy Phật có rời mình chưa? Thầy không rời mình gan tấc nào hết. Trời ơi, bây giờ pháp thân của thầy ở trong xe, ở trong iPad, ở trong nhà bếp, ở trong phòng ngủ, thậm chí ở ngoài gara sửa xe. Thầy có 3 thân. Cái nhục thân, cái thân mà thầy đang thọ đây nè, cái thân mà thầy đang thọ đây đó,
gọi là báo thân. Rồi á, ngày hôm cả tuần lễ nay là ở Minnesota, ở Atlanta, ở Augusta của North Carolina, của South Carolina, rồi tối hôm qua, hôm kia ở Cali, rồi tối ngày thứ sáu này là ở San Diego, rồi sáng thứ bảy lại hiện thân ở Canada. Mình đi như vậy gọi là ứng thân. Mình có báo thân và mình đang sử dụng ứng thân. Còn pháp thân của mình tức là những cái gì mà chúng ta đang sống cho mọi người. Ở nhà quý vị, Pháp Hòa tin chắc rằng Pháp Hòa đã về thăm hết rồi đó. Có không? Pháp Hòa về nhà quý vị thăm hết rồi, chứ quý vị có bao giờ xa em đâu. Và không cần phải hát "Đừng xa em đêm nay". Lúc nào thầy cũng có với mình. Còn nếu mà nói sự liên lạc, nếu mà thật sự trong cái phương tiện bình thường thôi, bây giờ có email, quý vị gọi điện thoại ít gặp, tại vì lúc này tu tiên thành bận hợp với các cảnh giới tiên. Nhưng mà quý vị có thể send email, mà khi nào có cơ hội Pháp Hòa mở mail thì Pháp Hòa sẽ nhận được những cái câu hỏi của đại chúng. Hiện bây giờ trong mail Hòa rất nhiều email, mà khi nhiều khi bận họp tiên kiểu này là đâu có thời gian check mail. Thì khi nào ở về kiếm chỗ nào ở yên một bữa hai bữa rồi bắt đầu mới check mail. Mà nếu mà quý vị mà gửi mail mà không thấy trả lời phải hoan hỷ, tại vì mail đang trên đường móc. Cho nên gọi là mail móc. Quý vị gửi mail luôn luôn quý vị gửi Pháp Hòa Canada A Móc mà .ca mà. Thành thử ra nếu quý vị chưa nhận được câu trả lời cũng cứ hoan hỷ, hả? Mail đã móc. Và nhờ móc cho nên sẽ thành tương và thành trao. Theo thiền đạo thì cần tỉnh thức trong hiện tại, như đang rửa chén thì biết mình đang rửa chén. Nhưng theo tịnh độ thì niệm Phật trong lúc đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào. Như vậy hai điều này có trái ngược nhau không? Dạ thưa không. Một bên á, thì tỉnh thức làm gì biết mình đang làm cái đó. Còn bên tịnh độ thì lấy câu Ni Di Đà làm chuẩn cho mọi hành động của mình, thì cái nào cũng để đưa tâm mình trở về một mối để đừng loạn thôi. Ví dụ mình đang đi mà không biết mình đang đi mà lo nghĩ chuyện quá khứ, lo tương lai, cho nên dấp cục gạch té. Mà dấp cục gạch té cái nói trời ơi tôi đang tu mà sao Phật không phù hộ. Còn ví dụ như cái người ta đi, ta biết là ta đi mà ta niệm Phật thì tỉnh giác với câu niệm Phật, thì hai cái đó chủng chỉ là một phương tiện để đưa tâm mình trở về. Ví dụ như bên này niệm Nam Mô Di Đà Phật, lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn bên này thì lúc nào cũng ăn cơm biết ăn cơm, rửa chén biết rửa chén, thì cũng như mình niệm Phật. Nhưng mà thay vì mình niệm tiếng Phật thì mình niệm việc làm. Tôi đang rửa chén, tôi đang ăn cơm, bụng tôi bắt đầu no, phải không? Hay là bụng tôi đang đói. Biết rất rõ trong khi mình mọi hiện khởi của tâm mình, thì cũng tương đồng với câu niệm Phật là biết mình đang niệm Phật. Hai cái nó đều đưa mình trở về với cái tĩnh lạc thôi, chứ không có khác. Cũng giống như hồi đó mình học làm toán, người ta có tiền ta mua cái máy tính ta bấm, mình không có tiền có bó đũa, lấy bó đũa ra 10 chiếc thêm 10 chiếc đếm thành 20 chiếc. Cái nào cũng để chỉ cho mình làm toán thôi. Nhưng mà đối với một người ta có cái máy thì người ta bấm nó lẹ. Còn có một người ta không có thì ta chuốt bó đũa. Cũng giống như quý vị ăn chay. Người ăn chay thuần túy rồi, không cần phải lo vịt quay và heo quay. Nhưng người mới bắt đầu ăn, cái niệm của người ta còn niệm thịt, niệm cá, ta chưa thuần cái niệm chay. Thì mình mượn phương tiện làm món này món kia để cho ta niệm cái đó mà ta ăn, nhưng mà ăn theo chai lạc.
Bây giờ Pháp Hòa kể câu chuyện đại chúng nghe. Có người sẽ nói rằng đã ăn chay nói chi cái chuyện gọi là thịt cá rồi. Mình hay nói là cái người ta ăn mặn tao nói ngay, hả, tôm nói tôm à. Còn ăn chay nói dối lắm, lấy bánh mì rồi phết bột rồi cuốn tẩu ki lên nướng nướng kia hay quay. Ăn chay nói dối. Bây giờ Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện. Ủa mà có thời giờ nghe không? You sure? Có một cái, quý vị nhớ hồi xưa đó, hồi xưa mà những người nhà giàu á, người ta cưới vợ cho con, người ta có thể cưới người vợ đó rất lớn tuổi, nhưng mà con người ta nhỏ lắm, mới 8 tuổi, 9 tuổi người ta cưới vợ cho con, mong là cái người vợ đó về trên cái nghĩa là làm vợ, chứ thật sự là làm người vú em chăm sóc. Những gia đình mà giàu á, người ta mua người làm, chứ người ta không có mướn, người ta mua luôn, rồi về nhà ở trong đó. Mà nếu như người chủ mà chết á, thì chôn luôn cái người làm đó đi theo, để dưới cái ý nghĩa là đi theo hầu hạ cho người đó. Mà lỡ người chồng đó có chuyện gì thì người vợ đó phải được chôn theo luôn, để gọi là ý nghĩa hầu hạ. Thì các tổ của mình thấy cái điều đó không nên. Một cái người chết họ có cần ai hầu hạ nữa đâu, mà đi chôn sống một con người khác. Nhưng mà con người đó họ không thể nói được, tại vì họ đã bị người ta mua rồi. Cho nên các tổ mới chế ra một cái hình thức là làm một cái hình nộm, một cái người hầu. Rồi ngay mốt mà cái người nhà giàu đó họ chết đó, thay vì họ chôn sống một cái người làm đó, biểu họ đi ra chợ mua mấy cái hình mà cái người hầu làm bằng giấy đó, đốt theo đi. Quý vị có từng thấy mấy cái hình đó không? Tỳ nữ cầm bình trà rồi cầm cái chổi rồi vậy đó, để gọi là đi hầu. Như vậy thì cái mục đích cái tượng giấy đó để cứu ai? Cứu cái người sống. Vậy thì cái người bằng giấy đó đó bị đốt có giá trị không? Có giá trị, cứu người sống. Ở đây cũng vậy. Nếu một con tôm giả được làm ra bằng tàu hũ mì căn mà nó cứu được một con tôm thật, thì con tôm giả này có giá trị không? Thế tại sao chúng ta khó chịu chi chuyện đó? Mình ăn chay, mình ăn mặn là mình ăn xả vàng. Người ta ăn chay tức là người ta chỉnh đốn món ăn người ta lại để không ăn sinh mạng của con vật khác, mà mình cũng còn khó với người ta nữa, bắt ta ăn tàu hũ, rau luộc. Rồi đến hồi người ta sanh dờn lên cái mình nó đó, thấy không, ăn chay đó, thấy chưa? Mà hễ mà người ta ăn chay mà được khỏe mạnh, khỏe mạnh mập mạp cái mình nói bớt nha, lúc này béo nha. Đấy, khổ thế đấy mất. Mình cứ bắt một cái người ăn, một người tu, một ăn chay phải thế này và phải thế kia, không đúng. Vậy thì cái câu niệm Phật, hơi thở là câu niệm Phật, và thậm chí viết ra những bài kệ cũng nhằm một mục đích, đưa tâm chúng ta trở về với cái sự tỉnh thức trong giây phút hiện tại, mà đừng tán loạn. Ví dụ như bây giờ quý vị học cái bài kệ trồng cây. Khi quý vị ra tưới cây, thay vì quý vị niệm tôi đang tưới cây, tôi đang trồng cây, bên tịnh độ là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, biết mình đang niệm Phật và tưới cây. Có một cách khác nữa, đọc lên một bài kệ trồng cây. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi, tôi gửi tôi nơi Phật, Phật gửi Phật nơi tôi. Tôi trồng cọng rau này là tôi gửi tôi cho đất. Mai mốt cọng rau lớn lên, tôi cắt cọng rau vô tôi ăn, thì đất gửi đất cho tôi. Cũng như thế, tôi gửi tôi cho Phật, nghĩa là tôi niệm Phật, và Phật cũng đang ở trong tôi, thì gọi là Phật gửi Phật cho tôi. Có nhiều người coi truyền hình TV mà không bao giờ chánh niệm những cái đài mà mình phải coi. Thậm chí cha mẹ trong nhà coi những cái tuồng hát mà không nên coi vì có con nhỏ trong nhà. Quên cái điều đó. Mở những cái phim mà con nít không nên có mặt. Thì bây giờ mình quên chánh niệm mình coi TV. Thì bây giờ có bài kệ chánh niệm coi TV.
Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Tâm mình như cái remote control. Mình muốn coi đài nào mình bấm đài đó. Cái remote control nó muốn coi đài nào bấm đài đó. Thì tâm mình cũng thế. Mình muốn cảnh vui thì mình sẽ tìm tới cảnh vui. Mà mình muốn cảnh khổ là tìm cảnh khổ. Ví dụ hôm nay đại chúng muốn tìm cảnh an lạc, cho nên tìm về chùa Văn Thù để cùng một ngày tu học. Nhưng đại chúng cũng có quyền chọn một thế giới khác. Thế giới của đỏ đen, thế giới của đi chơi thế nào đó. Cái đó tùy tâm mình thôi. Thì tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Vậy thì không có cái, không có cái gọi là conflict, không có cái trái ngược, mà chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng. Chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng. Trong kỳ xuất gia gieo duyên ở bên chỗ của Hòa đó, nếu không có thể tu trọn 10 ngày mà chỉ đi được 8 ngày thì có được không? 8 ngày là hơn 5 ngày rồi, hơn phân nửa rồi. Thật sự ra đã nói là gieo duyên thì không có phân biệt bao nhiêu ngày. Vì chúng ta duyên chưa có cho nên bắt đầu gieo duyên. Gieo một ngày cũng là gieo, phải không? Cho nên ai tu được mấy ngày cũng quý hết. Đừng nghĩ rằng phải ăn 5 cái bánh mới no. Nhưng nếu không nhờ 4 cái bánh trước thì làm sao cái bánh thứ 5 mình no được? Cái bánh thứ 5 sở dĩ nó no là nó nhờ 4 cái bánh trước. Thế thì chúng ta phải ăn 1 cái, 2 cái lưng lửng rồi, 3 cái khá khá rồi, 4 cái rồi tới cái thứ 5 là no, phải không? Nếu mình cứ đợi tới chừng nào ăn cái nó no thì không bao giờ có. Xin thầy hoan hỷ chỉ dùm cho con biết ý căn ở đâu và pháp trần là gì. Thưa đại chúng, con người chúng ta có 5 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. 5 cái căn này mình thấy được cho nên gọi là ngũ căn. Có một cái căn thứ 6 gọi là ý căn, nó không có hình tướng mà chúng ta chỉ nhận biết qua hành động lời nói để biết được ý của mình thôi. Tại nó không có hình tướng. Cũng giống như cái tâm sân, mình đâu có biết nó ở đâu, nhưng mà có thể nhận ra lúc người đó đang sân không? Nhận qua con mắt trợn trắng, ngăn răng bắt đầu nghiến lại, tay chân bắt đầu cúm lên, là mình tạm gọi là ấy đấy, tâm sân đó. Thí dụ vậy. Cho nên cái ý, cho nên người ta tạc cái tượng của Đức Di Lặc á, Bồ Tát á, có 6 đứa nhỏ đó. 6 đứa đó, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý tượng trưng cho lục tặc, tức là 6 đứa giặc. Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị chỉ thấy có 5 thôi, bởi vì nói lên 5 căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân mà không có ý. Bởi vì cái ý là cái mà nó không có hình tướng. Chính nó không có hình tướng cho nên nó mới sao? Nó mới thiên hình vạn trạng. Nó ghê gớm lắm. Cho nên nhà Phật chúng ta mới tu thân, tu miệng, tu ý. Mà nếu ý tu thì khẩu tu, thân tu, ý không tu thì khẩu nói bậy, thân làm bậy. Cho nên phải tu cái ý. Mà chính cái ý nó không có hình tướng cho nên nó linh động lắm, nó hoạt khỏe lắm. Giờ chỉ ở đâu? Còn cái chuyện gọi là pháp trần là gì? Chữ trần á, chữ trần là tượng trưng cho bụi. Những cái hiện tượng bên ngoài, chẳng hạn như bình, cái bàn, bình bông, tờ giấy, cái ly, cái dĩa, tất cả những cái đó gọi là pháp. Thí dụ một con người mình là một pháp nè. Cái microphone này là một pháp nè. Đây là sự vật và hiện tượng. Thí dụ như ở ngoài kia đang cháy rừng, đó là hiện tượng, là một pháp. Mình cầm cái microphone là một pháp. Vậy thì chữ pháp trong trường hợp này không phải là Phật pháp. Chữ pháp trong trường hợp này là gì?
là hiện tượng sự vật. Nhưng tất cả hiện tượng sự vật này nó đang hiện diện ở đây, và mỗi ngày chúng ta phải tiếp xúc với nó. Nhưng nếu chúng ta tiếp xúc với nó mà chúng ta không bị dính mắc gì với nó hết, thì nó là pháp cảnh. Nó là cái cảnh duyên, hiện tượng. Còn nếu chúng ta lỡ đắm chìm nó thì chừng đó nó trở thành ra trần, nghĩa trở thành ra bụi. Nó bother mình, nó làm phiền mình. Ví dụ như đại chúng ngồi đây, Pháp Hòa nhìn mọi người như những người Phật tử, không có gì đặc biệt để mình phải dính mắc thương yêu hết. Mà có thương yêu là thương yêu bình đẳng trong cái tinh thần Phật tử thôi. Tự nhiên có người nào đó mình thương, thương kiểu là dính mắc, thì cái người đó lập tức trở thành trần mà không phải là cảnh. Hay là cái microphone này nè, đến chùa này có cái microphone hay quá, xài rõ, thì cái microphone này là cảnh. Trời ơi, đi tới đâu mà giảng ta đưa microphone cũng nó không, tôi muốn giống chùa Văn Thù. Thì cái máy này, cái máy của chùa Văn Thù lúc này nó trở thành ra gì? Trần. Thưa đại chúng, cái hiện tượng sự vật là luôn luôn nó có mặt, đúng không? Chẳng hạn như một ngày hôm nay chúng ta ngồi có mặt ở đây là gì? Là cảnh hay là trần? Cảnh. Tức là đến giờ thì tập hợp, nghe pháp, tu tập, an vui. Hết giờ chúng ta trở về bình an. Và chúng ta luôn luôn ứng dụng những gì chúng ta lượm lạc được ngày hôm nay. Tuần năm sau Pháp Hòa trở qua nữa, quý vị đừng bắt buộc khung cảnh nó phải như thế này, y hệt nữa. Cái chỗ cái chú đó ngồi số 1, tại vì thấy ông thầy rõ quá, lần sau tới đuổi hết mọi người ra, chỗ này của tôi. Thì chỗ này đã trở thành ra gì? Trần. Mình có bị đó không? Có. Chỗ nào mình ngồi yên rồi cái là chỗ đó trở thành ra của mình, là chỗ này của tôi. Mặc dù không có tên mình, mặc dù không có hình mình dán vô đó, mặc dù không có gì của mình hết, mà cũng cứ xưng là của mình. Vậy thì thưa đại chúng, pháp trần là gì? Là những cái hiện tượng sự vật bên ngoài là pháp, chúng ta dính mắc với nó thì gọi là trần. Còn chúng ta vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm bình thường mà không gì chúng ta dính mắc thì gọi là cảnh. Vậy thì cái gì làm cho chúng ta bị dính mắc? Cái ý chúng ta duyên, và chúng ta bắt đầu có cái thức kèm theo đó để phân biệt. Ví dụ nè, lấy cái cốc. Trời ơi, thầy Quảng Phú sang nha. Ly này ở bên Pháp đem về đó nha, không ở Cali kiếm không ra nha. Phân biệt liền, ly này của Pháp không phải của Mỹ. Made in France, not made in USA. Xong rồi, lần sau tới, thầy, con muốn uống trà trong cái ly của Pháp. Thì cái ly này bây giờ trở thành trần. Cái ý mình nhìn vô đây, cái thức nó kèm vô liền, ly này ở Pháp. Cái phân biệt liền. Mà phân biệt xong rồi phải nó dính vô đó, thì bây giờ phân biệt xong thì nó thành trần. Còn nếu có phân biệt xong rồi, xa va, thì gọi là cảnh. Vậy thì mình tu á, không có làm gì khác hết, chỉ để tỉnh thức từng giây từng phút mình biết vậy đó. Thí dụ cô đó đi ngang, đẹp, biết đẹp. Còn nếu mà mình nói, mình đẹp xong rồi mình khều, anh biết tên cô đó không? Anh biết số phone cô đó không? Thì cô này bắt đầu slowly trở thành trần của mình rồi. Mà trong cuộc sống chúng ta là chúng ta cứ biến cảnh thành trần, biến cảnh thành trần, cho nên mới gọi là nhiễm, nhiễm trần. Quý vị hiểu ý này ha. Rồi. Sao lâu hết giờ quá. Được nữa không? Ngồi nữa được không? Xin thầy giải thích rõ hơn về cách cầu nguyện của đạo Phật khác với cầu nguyện của thôi đừng đem sớ lên
Nói chơi thôi. Cứ đem đi, em trả lời thôi chứ gì đâu đó. Với cả cách cầu nguyện của đạo Phật khác với cách cầu nguyện thần thánh mê tín. Ví dụ kinh Dược Sư có đoạn: nếu thấy kẻ nam người nữ nào mắc bệnh khổ, họ phải nhất tâm vì người bệnh kia mà thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ, rồi trì chú 108 biến vào trong thức ăn hay thuốc thang hoặc nước không có vi trùng, sau đó lấy cho người bệnh dùng xong liền tiêu trừ. Con chưa hiểu rõ. Nếu muốn hiểu được quyển kinh Dược Sư, thầy chịu khó nghe cái bộ giảng Dược Sư của Pháp Hòa. Pháp Hòa đã giảng bộ Dược Sư rồi, có cái tên là Tỏa Ánh Lưu Ly, tổng cộng là 22 buổi giải thích cái bộ kinh Dược Sư cho đại chúng nghe. Phải không? Phim tập dài 22 tập, lâm ly mà không có bi đát. Nhưng mà do câu hỏi này thì Hòa chỉ nói sơ chút thôi. Thưa đại chúng, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ. Quý vị có nghe câu đó phải không? Vậy thì do vì lòng từ bi cứu khổ cho nên sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh. Kinh Dược Sư là một bộ kinh đáp ứng nhu cầu đời sống của con người. Chẳng hạn như bệnh tật, quan chức, làm ăn. Nhưng mà con người đều do nhu cầu làm ăn, quan chức, ăn uống, mà nếu không hướng dẫn người ta đến cái chỗ chánh niệm, tỉnh thức bởi việc làm của mình, thì có thể con người đó vì tiền mà làm tội, vì danh vọng mà tạo nghiệp cũng có. Cho nên kinh nói nếu người nào muốn cầu quan chức thì phải niệm Phật Dược Sư, hay là phải tụng Dược Sư, hay là phải làm này làm kia. Để làm chi? Cái ý nghĩa gì? Anh muốn được quan chức không? Thì anh phải nên làm cái sự chánh đáng để được cái chức đó, chứ không phải mà làm những cái điều bất chánh để được cái địa vị này. Bởi vì dược nghĩa là gì? Dược là thuốc. Sư nghĩa là gì? Sư là thầy. Dược sư là thầy thuốc. Mà đã là thầy thuốc thì có thể bắt mạch, kê toa tùy theo mỗi hoàn cảnh. Ví dụ trường hợp này, một người mắc bệnh. Họ mắc bệnh thì trong khi mà họ bệnh thì họ phải đau khổ và lo lắng. Bây giờ chúng ta đến bên cạnh người bệnh, hãy an ủi người bệnh, hãy vì người bệnh mà thương họ. Bằng cách nào? Đánh răng, súc miệng, rửa mặt, tắm gội. Phải không? Trong kinh nói mà, tắm gội là thân tịnh, súc miệng là khẩu tịnh, trì chú là ý tịnh. Đem viên thuốc tới cho họ, đem chén cơm chén nước tới cho họ, mà hãy đem bằng thanh tịnh của thân miệng ý an ủi an ổn họ, comfort, làm cho họ an ổn, họ liền hết bệnh. Bệnh thân thì làm sao hết được? Bởi vì đã có thân thì nhất định phải theo cái chu kỳ sanh già bệnh chết. Nhưng mà trước khi chết mà tâm người ta an lạc tỉnh táo thì là hết bệnh chứ gì đâu. Bởi vì thân thì không thể không bệnh, nhưng mà tâm có quyền không bệnh. Vì sao? Vì thân là cái tướng, có hình tướng, nhất định sẽ có hoại diệt. Còn tâm là cái vô tướng, mà cái vô tướng thì làm gì bị thời, bị hoại diệt. Mà bây giờ do cái thân bệnh mà tâm người ta khổ, bây giờ mình trở về mình làm cho tâm người ta an định, để người ta chấp nhận thân bệnh mà người ta giải khổ. Vậy có phải là Dược Sư không? Mình là ông thầy thuốc biết cách cho bệnh. Pháp Hòa ví dụ nè, ông thầy thuốc ông bắt mạch, ông biết cái người này 3 tháng nữa chết. Nhưng ông an ủi, ông nói thôi, tuy đa số bệnh này khoảng đó chết đó, nhưng mà phải uống thuốc mỗi ngày, cố gắng, biết đâu anh uống thuốc này và anh tin rằng anh sẽ hết bệnh. Tâm lý nó cũng một phần. Cho nên trong này mới có một câu nè: phải chú nguyện trong nước không có vi trùng.
ta nói rõ ràng mà. Anh trì chú mà nước có vi trùng trong đó là thím cũng cứu không được, chứ đừng nói chú. Mà giờ cả hai luôn, nước có vi trùng mà đưa người ta uống, chú thím có mặt cũng chịu thua luôn. Thưa đại chúng, và kể quý vị nghe một câu chuyện. Pháp Hòa hơi nhiều chuyện á. Có một hôm á, Đức Bồ Tát Phổ Hiền nói với Thiện Tài đồng tử: hãy đi vô trong rừng, đi vô trong rừng mà tìm những cái loại cỏ cây nào không phải là thuốc mang về đây cho ta. Ông đi từ sáng tới tối về trong giỏ không có một cọng nào hết. Ngài Phổ Hiền mới nói: ủa, ta biểu ngươi đi tìm những cái cây nào không phải là thuốc mà. Nói: dạ, con thấy cây nào cũng không phải là thuốc hết. Ngày hôm khác, Ngài nói: vậy ngươi đi vô trong rừng, lựa những cây nào là thuốc mang về đây cho ta. Đi từ sáng tới chiều về cũng không có một cây nào có trong vỏ cả. Tại sao vậy? Nói: dạ, con thấy cây nào cũng là thuốc hết. Quý vị hiểu ý câu chuyện đó không? Nếu mà là thuốc thì cái nào cũng là thuốc. Còn nếu không phải là thuốc, thật sự nó là thuốc mà không sử dụng đúng nó, thì thuốc cũng trở thành ra thuốc độc. Pháp Hòa ví dụ, Tylenol có phải thuốc không? Nhưng mà nếu mà Tylenol uống đúng liều lượng thì Tylenol là thuốc. Nhưng mà vì nghĩ Tylenol là thuốc mà uống một chai vô để khỏi bệnh một năm thì cái đó cũng là hết bệnh, phải không? Nhưng mà vĩnh viễn không bao giờ còn bệnh. Chết ngắt rồi. Cho nên đó là thuốc mà không biết sử dụng thì thuốc cũng trở thành ra độc. Còn nếu mà là độc mà biết sử dụng thì độc cũng là thuốc. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Vậy thì dược sư là cái tính chất dược trong tâm của mỗi con người chúng ta. Ai cũng có bản năng để phân định dược tính. Mình sống với con mình riết á, mình biết tánh nó không? Biết tánh nó thì liền thành dược sư của nó chứ gì đâu. Cái thằng này nó nóng tánh lắm nè. Cho nên bây giờ mình nói mà nó cãi một hai câu là thôi mình nín. Để mai mốt nó yên mình nói. Mỗi người con của mình hiểu tánh nó hết. Vậy mình là dược sư của con, phải không? Biết tánh chồng không? Mình là dược sư của chồng. Biết tánh vợ không? Biết. Biết tánh vợ thì mình là dược sư của vợ. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng trở thành một đức Phật dược sư. Cho nên mỗi năm thắp một cây đèn cúng dược sư là gì? Nhắc nhở chúng ta phải thắp sáng lên cái tuệ giác và bản chất dược sư của mình để mình ứng dụng một vị Phật dược sư cho đúng nghĩa. Cầu nguyện. Cầu là gì? Là mong muốn. Nguyện là làm. Nam mô dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Xin Phật phù hộ cho gia đình con từ lớn tới nhỏ bình an vô sự. Nhỏ nói, người lớn nói, người nhỏ nghe. Người nhỏ biết kính người lớn. Đó là mình cầu. Rồi bây giờ mình phải nguyện, tức là mình phải làm đúng. Mình làm mẹ mà đôi khi mình không chịu nhịn con, mình cứ lấy tao là mẹ, tao mắc gì nhịn, thì không bao giờ nhà đó ổn định được. Làm mẹ, làm ba mà đôi khi phải hiếu thảo với con, chứ đừng bắt con nó hiếu thảo với mình. Đa số mình nghĩ một chiều à, con phải hiếu thảo với cha mẹ. Mà chữ hiếu là gì? Là đối đãi tốt với nhau. Thí dụ khách tới nhà mà mình tiếp đãi khách ân cần thì mình kêu là gì? Hiếu khách. Mình có ăn mà mình không giấu giếm thì gọi là hiếu ăn. Vậy thì tại sao mình không hiếu được với con? Mà mình chỉ hiểu có một chiều là con phải hiếu lại với mình. Hàng xóm không hiếu với nhau. Cho nên rồi mình đi làm, nó đưa xe truck vô nó khiêng hết hàng xóm đứng ngó. Không thèm kêu. Tại vì bình thường mình không hiếu với người ta, thì bình thường ta cũng chẳng hiếu lại với mình. Cho nên cái chữ trì chú là gì? Trì chú nghĩa là chúng ta đưa tâm an tịnh của chúng ta vào đó. Có nhiều khi cái người đó người ta khổ, người ta tới với mình đâu có biết làm gì đâu,
Nhưng mà với cái tâm an lành của mình ngồi kế bên, mình nắm tay người đó, mình xoa dịu người đó, người đó cảm thấy an ổn. Không biết có bao giờ quý vị đã từng làm như vậy cho một hai người thân của mình. Mình chưa giải quyết được gì cho họ, nhưng mà với cái tấm lòng tình thương của mình ngồi kế bên, mình đã làm cho họ an ổn rất nhiều. Vừa rồi ở bên Atlanta có một bác dẫn một người con tới, nói thầy chữa bệnh giùm con gái con. Con gái con nó tê, nó đau nhức toàn thân. Phá Hòa nói trời Phật, Phá Hòa đâu biết vụ này bác. Bác nói không, kỳ thầy nhớ không, 2 năm trước thầy qua đó, cái cánh tay con đau 20 mấy năm không hết á, con lợi cái thầy vẽ vẽ gì đó không biết nữa cái con hết. Bác còn diễn tả nữa, bác nói thầy thấy con không giờ. Mô Phật, em có biết làm gì đâu. Nhưng mà tại vì cái bác đó bác muốn quá thì mình cũng gửi cái thiện lành của mình đến với bác thôi. Từ chối không được thì cũng nắm tay con bác. Gửi cái năng lực một chút như vậy. Cho nên thưa đại chúng á, ví dụ như mình bới chén cơm cho con mình mà mình bới bằng cái tâm sân, đi cho đã về báo tao nghe. Mày đi đâu mày đi khuất cho rồi đi. Bới cơm cho con ăn mà lúc nào cái tâm mình cũng sân giận như vậy, tình thương của, bình thường của một người mẹ còn không có, thì làm sao nó con nó cảm được cái gì đối với mình. Hễ mà cái tâm vậy thì để chén cơm xuống nó phải vậy à, nè ăn đi rồi đi. Đi là nói đánh đầu nó đó, thấy không? Mà đi ăn rồi mà đi nghe không? À, mày báo đời, thí dụ vậy. Cho nên cái tâm mình sao thì nó sẽ biểu lộ như vậy. Bây giờ ngược lại, con mình nó đi mấy tháng trời, bữa nay nó mới về. Mình đem hết cái tình thương của người mẹ, hy vọng nó nhận ra cái tình cảm này, nó ở nhà với mình được 5 bữa 10 ngày. Kệ, 10 ngày nó ở với mình đỡ lo được 10 bữa. Nó đi mình không biết nó đi đâu, và không biết lúc nào mình phải nhận những cái tin không lành về nó. Thôi bữa nay nó ở nhà được chứ mình 10 ngày mừng. Đó, đó là trì chú đó. Đó là trì chú đó. Còn muốn biết 108. Trời, có một câu hỏi mà nó mất. Quý vị về nghe Pháp Hòa giải cái bài Tràng Chuỗi Niệm Phật. Pháp Hòa giải thích ý nghĩa 108 hộp. Còn ở đây thì Pháp Hòa chỉ nói như vậy thôi, để cho đại chúng hiểu được cái ý nghĩa sâu sắc của Kinh Dược Sư. Quý vị biết không, hồi xưa Ngài Huyền Trang á, cái Kinh Dược Sư mình đang tụng đó là Ngài Huyền Trang dịch đó nha. Ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán đó. Thì có một hôm á, Ngài dịch Kinh Dược Sư mà dịch tới một cái đoạn kinh mà nó sâu sắc mà nó hay quá đi. Ngài cầm quyển Kinh Dược Sư lên, Ngài đội trên đầu. Ngài cầm quyển kinh, Ngài đội trên đầu. Tại sao Ngài Huyền Trang lại có hành động như vậy mà Ngài là một bậc đại pháp sư? Bởi vì Ngài đã thẩm thấu được cái ý nghĩa sâu sắc của cái quyển Kinh Dược Sư đó. Quý vị về kiếm nghe cái bộ đó, Tỏa Ánh Lưu Ly. Còn quý vị muốn hiểu Kinh Địa Tạng, tìm bộ Địa Tạng nghe, 18 dĩa. Quý vị muốn hiểu Kinh A Di Đà, kiếm bộ 10 Phương Sen Nở nghe. Em không dám nói, nói ra sợ không chịu ghi xuống, nó thôi dài quá khỏi nghe. Bộ Kinh Di Đà có cái tựa là 10 Phương Sen Nở. Quý vị muốn hiểu được 500 danh hiệu Quan Âm mà quý vị thường lại đó, Ngũ Bách Danh Quan Âm đó, quý vị về nghe cái bộ đó, và có giải thích 500 danh hiệu Quan Âm. Bộ đó tên là Diệu Dụng Quan Âm. Cho nên không chịu tu thôi, chứ nếu mà chịu tu thiếu gì để nghe. Không có thì giờ nữa, thì giờ đâu nghe chuyện khác. Bây giờ là đúng khoảng thời gian mà quy định rồi đó, mình có thêm chút được nữa không? Vài câu nữa ha. Chúng con vô cùng hoan hỷ được đón tiếp thầy trở lại Nam Cali. Kính xin thầy từ bi giúp con một việc. Từ khi con phát tâm tu học,
Phật tới nay, mỗi khi con làm một điều gì tốt hay không tốt thì ông xã của con đều đem chuyện tu học của con ra để phê phán. Con rất lo lắng sợ ông xã con tạo khẩu nghiệp, nên con khuyên anh ấy không nên đem chuyện tu học ra mà phê phán, như vậy sẽ mang tội. Nhưng khi con nhắc nhở như vậy thì hình như anh ấy không vui và càng phê phán con nhiều hơn nữa. Gặp em cũng làm vậy luôn. Thưa đại chúng, câu hỏi rất thật. Bởi vì trong ánh mắt của những người chưa tu, người ta luôn luôn đặt để một cái khung cho người tu rất lớn, mà người ta quên rằng mình chỉ là người tu, nghĩa là người đang sửa chứ không phải người đã thành. Người ta quên cái đó. Người ta cứ nghĩ tu là thành, nhưng mà chữ tu nghĩa là sửa, chỉnh. Nhưng mà đa số người ta đặt một cái khung, hễ mà người ta thấy mình từ trong chùa bước ra là người ta lấy cái khung đó người ta ấn vô liền. Phải 100% nha. Mình mà lạng quạng chút nữa, đó, thấy chưa, đi chùa đó, tu đó, thầy bà dạy đó hả? Bà nghe pháp nhiều quá nghe vậy đó phải không? Vâng vâng. Ở đây là cái phần của cái người chưa tu là ta có cái khung ta đóng vô cho người tu. Nhưng bây giờ tới phiên mình. Mình là người tu, tức là mình đang là cái người học tu, mà mình cũng thiếu cái sự chánh niệm để ứng dụng cái tu của mình trong mọi lúc, cho nên mới dễ dàng bị người ta phê phán. Pháp Hòa ví dụ, mình ăn chay. Cái chuyện ăn chay là chuyện của mình, không có cần phải đóng một cái khung ăn chay cho bài bản, đóng một cái tủ riêng để chén, dĩa, muỗng, dao, nồi, chảo riêng, dán lên chữ vật dụng để nấu chay. Rồi bữa nào mà ai đó mở cái tủ đó ra mà ăn nhầm, mình bỏ cái chén đó, mình nói hết chay rồi. Cái chén thì biết chén riêng để dành ăn chay, dĩa riêng, cái gì cũng riêng mà không bao giờ có bộ răng riêng. Nếu mà phải có bộ răng riêng là bộ ăn thịt, bộ ăn rau. Mình hiểu lầm cái chữ chay. Cái nồi đó hôm qua nấu cá, hôm nay rửa sạch nấu chay, nồi đó vẫn là nồi chay. Bởi vì chính mình cũng không đóng được một cái khung tu cho mình, thì làm sao mình không bị người ta lấy cái khuôn khác ta ấn vô. Đi vô trong hãng, bữa nay rằm ta mới xài, mỗi bữa nghe kêu chị ngồi đây ăn với em, ngồi cho vui. Bữa khác tới phiên mình ăn chay, ê xích xích ra coi chừng nước mắm văng. Đấy. Bình thường ăn với người ta biểu người ta lợi ngồi chung, bữa nay chỉ mang một cái nhãn hiệu ăn chay thôi, biểu người ta please be away from me. I am ăn chay. Đó. Đó là mình tự mình không biết cách tu, cho nên người ta mới có cái cơ hội để người ta chế nhiễu mình. Còn nếu mình đã khá khá rồi mà thỉnh thoảng chánh niệm đi chơi cũng còn sân si hay cái gì đó mà bị ta nói, mình nói vậy nè: ông có thấy là hồi trước tôi chưa tu, tôi hoành hạnh 100% phải không? Bây giờ tôi tu, ông thấy tôi được phân nữa không? Tôi được phân nữa là ông cũng đỡ lắm rồi. Ông muốn gì nữa? Nhưng mà mình phải biết cách tu. Ví dụ mình tụng kinh phải không? Mỗi tối tụng kinh. Bữa nào bạn ổng tới chơi, lố cái giờ mình tụng kinh, đi kiếm chỗ vô phòng, ngồi niệm Phật, trì kinh gì đó, mặc áo chàng vô, beng beng beng, nguyện đem lòng thành kính, hai ổng ngồi vô vô. Trời đất ơi, ở dưới này ta nhậu mình, đây mình gói chuông mình tu, mình không biết ứng dụng giờ tu. Mình đã là người biết chạy, đừng có ngại phải lui lại đi bộ với người ta. Mình không phải Phật, không phải chỉ chứng cho mình có ngày đó. Cái chuyện ổng nhậu là lâu lâu có một bữa, bạn ổng tới chơi. Còn cái chuyện mà mình tụng kinh là chuyện hà rầm của mình. Mình tụng mỗi ngày ổng không nói gì hết. Ổng đã chiều mình nhiều bữa thì thôi, mình chiều lại ổng bữa đi. Thật sự thưa đại chúng, tu là gì?
Một bên thẳng thiện bên dùng, mà cả hai mà thẳng thì sẽ cùng đứt dây. Được chưa? Mình là người tu á, là mình sẽ chịu hy sinh, thậm chí chịu lép phần mình mà được cho phần người. Người tu là phải vậy, để nó hiển lộ được cái hạnh đức của người tu. Nhưng mà xin thưa, nếu mà lỡ chú ở nhà có nói gì đó, cô cũng đừng sợ chú bị khẩu nghiệp. Thay vì mình thật sự ra, có nhiều khi á, cái duyên của chú chưa tới, cái trần nghiệp của chú nó khá. Bây giờ mình phát tâm mình tu đi, đừng nói gì hết, đừng sợ gì hết, bình thường. Rồi cố gắng hết mức của mình, mà mỗi lần ông nói gì thì mình âm thầm mình nguyện cho ông tiêu trừ được cái nghiệp mà chưa có nhìn ra cái thiện lành. Tại sao có những khi người ta bố thí mà mình cũng nói? Thưa đại chúng, nếu người ta muốn nói rồi, không đợi tới phiên mình là cư sĩ tại gia đâu, thầy tu họ cũng nói như thường. Nếu họ muốn nói, thầy tu họ vẫn nói. Và nếu người ta đã muốn nói rồi, chùa mà lớn cất khang trang người ta cũng nói, chùa mà lụp xụp người ta cũng nói. Người ta muốn nói rồi thì ta cái gì ta cũng nói được. Thôi thì mình người tu, tu là gì? Là chỉnh, là sửa. Đôi khi mình phải đứng về cái phần lép chút để nhường cái phần hơn cho người. Và khá hơn chút nữa thì mình tu sao để cho người khác đừng thấy cái tu của mình. Muốn như vậy á, đừng có quá câu nệ hình thức. Hình thức cần có, chẳng hạn như mặc áo tràng, tụng kinh, ăn chay. Nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp nên miễn. Ví dụ như quý vị đi vô trong bệnh viện cầu nguyện cho người sắp mất. Ở trong bệnh viện không phải là cái chỗ để mình có được một cách thoải mái. Cái quan trọng mình vào trong đó với tâm thành của mình niệm Phật, an định cho tâm người mất. Không cần hình Phật, không cần lư hương bình bông, không cần chuông mỏ. Mình tụng sao mà y tá, bác sĩ, người bệnh gì họ nói ông đó chưa chết mà tôi sắp chết. Sách chuông, sách mỏ vô để gọi là hộ niệm người chết. Cái người chết, người ta khi người ta sắp mất, tâm người ta loạn lắm, tâm người ta hốt hoảng vô cùng. Tại vì cái lúc cái giây phút đó là giữa cõi sanh tử nó giao đấu với nhau. Người ta cần sự an tịnh, cho nên mình tới đó mình phải an tịnh cái tâm thành của mình bằng câu niệm Phật, tụng kinh cho thanh thản. Trời ơi, đem nguyên bộ chuông mỏ vô, A di ri đô bà tì, A di ri đa tức tam bà tì. Rồi y tá, bác sĩ nó vô, nó nói cho tôi vô tôi khám được không? Đúng người này sân. Trời đất ơi, người chết chưa sân ở đâu mà thấy bác sĩ sân rồi đó. Rồi để vậy con cháu người ta buồn, người ta khóc, đừng khóc. Tại sao không cho khóc? Miễn ta đừng rên thôi chứ. Cái emotional, cái cảm xúc của người ta mình cấm khóc làm sao? Cho nên mình đi vô trong cái chỗ hộ niệm, mình làm, mình muốn cho người ta yên tĩnh mà chính mình làm loạn đó. Chính mình loạn á, mình la người này không được khóc, mình biếu người kia phải đi ra. Mình la người nọ không được đụng, mình biếu người này cầm Phật Di Đà lên, đứng ngay trước mặt, banh qua mắt người chết lên. Thấy không? Thấy Phật Di Đà không? Mình biếu người ta tịnh mà mình chính mình bưng hình Phật Di Đà, bánh mắt lên, nghe nè ngó. Ôi cha ơi, người ta thấy như vậy đó, người ta quải lắm. Không có phải đâu. Cho nên mình muốn truyền bá đạo Phật mà mình không biết cách đó, là mình truyền không có đúng. Pháp Hòa không có nói mấy cái đó sai đâu, nhưng mình phải làm sao cho nó nhẹ nhàng. Cái người mất á, mặc dù người ta nằm đó, người ta không biết gì hết trơn á, nhưng mà tâm thức người ta rành rõ lắm.
Mình tới mình nhỏ bên lỗ tai ta nghe ta biết hết. Đừng có đợi người ta có cái cô đó. Bữa đó chị của bệnh tưởng chết á, lắc chị thầy Pháp Hòa vô thăm chị nè, chị muốn nói gì với thầy không? Pháp Hòa nói trong bụng, bả mà ngồi vậy nói tôi đâu cần đứng đây. Ý cô muốn nói là giống như chị cũng muốn nhắn gửi gì thầy, chị muốn làm sao mà người ta nằm đó, người ta bác sĩ nói là chị có thể là sắp mất trong một vài phút nữa đó. Tới hồi mà xong chuyện mà mới chọc cổ và nói trời ơi, bữa vô mà cô nói và nói bụng quá nha. Pháp Hòa nói chị của cô mà ngồi vậy được là tôi với bà đâu cần ngồi đây. Đứng tới 3 giờ sáng. Rồi vô đó 3 giờ sáng mà đứng niệm Phật rồi an ủi cho người nhà, nói chuyện với người mất cho tới 6-7 giờ sáng mới về. Phải không? Mà mình cứ người ta sắp mất cứ lắc người ta mà biểu đừng lắc, đừng đụng, rồi banh mắt người ta lên rồi làm lung tung lên hết. Cái cách mà hộ niệm cho người mất hay nhất là tới an tịnh, niệm Phật trong nhỏ nhẹ, chánh niệm, không cần chuông mỏ chi hết. Đừng làm phiền người khác. Là ngay giây phút đó, cảnh đó là cảnh tịnh độ. Mình niệm Phật làm sao cho người mất được an tịnh. Cho nên nhiều khi chính mình không khéo, mình cũng làm cho người ta nhìn đạo Phật mình với một cái nhìn không có hay. Chính mình không có ứng dụng đúng. Con nghe nói đạo Phật hồi xưa của tiểu thừa là không có cúng lại cầu an, cầu siêu, độ vong gì hết. Có thật vậy không? Xin thưa là I don't know. Ở đây mình cần phải xác định cái chữ tiểu thừa. Không có gọi tiểu thừa, mà chúng ta xác định là nguyên thủy. Cái thời của Phật không có vấn đề cúng cơm, nhưng mà cầu an cầu siêu thì có thể có. Thí dụ như người thân mất đến nhờ Phật gửi lòng từ bi hộ niệm cho người thân để người đó được sự đi trong thanh thản nhẹ nhàng, có. Còn cái chuyện mà cúng cơm độ vong là bởi vì như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, thay vì mình bỏ mặt không nói gì hết, bây giờ mình mỗi người chúng ta gửi cái năng lượng. Có nhiều khi á, quý vị dẫn con lên, khi mà nó quá ể là nó hư rồi, nhờ thầy nói cho nó để mà thầy khuyên nó. Quý vị tin là Pháp Hòa khuyên được không? Không khuyên được. Làm sao? Giữa thầy với nó chưa hề quen biết gì hết, nó chưa có cảm tình gì với thầy, thầy cũng chẳng biết nó là ai, mà thầy cũng chưa hề biết bệnh tình của nó, nó cũng chưa hề biết mình là gì. Và nó mấy chục năm nó huân, mười mấy năm nó huân cái kiểu đó, làm sao một buổi mình nói nó nghe? Nhưng mà tại sao mẹ nó dẫn lên và thầy vẫn nhận lời? Là bởi vì đó là từ tấm lòng của người mẹ, mong được nhờ năng lực một chút của một vị thầy, thầy nhận ra điều đó. Cho nên thầy nói là thay vì mình không nói gì hết với nó, thôi thì mình cứ nói cho nó một vài câu, coi như là gieo hạt giống, thêm một giọt nước vào mảnh đất khô cằn của nó. Tuy chỉ là một giọt nước, nhưng chúng ta đã bày tỏ được thiện tâm, thiện chí của mình qua cái cách khuyên đứa nhỏ đó. Cũng như thế đối với người mất. Người nào thì có nghiệp nấy, nhưng đối với người mất, họ tuy họ như vậy, nhưng chúng ta gửi thêm một năng lượng bình an, khuyên nhắc họ, thì biết đâu họ sẽ thấy con đường để họ đi. Pháp Hòa ví dụ, một cái người mù, họ đang đi, họ mình đi phía sau mình thấy họ sắp sửa bước chân xuống cái vũng lầy, mình chỉ cần la lên ê chú ơi, ở trước mặt chú là vũng lầy, thì họ dừng cái chân họ lại được. Mặc dù mình chưa biết họ đi đâu và chỉ họ đi đâu, nhưng ít ra mình cũng khơi lên một chút, chú ơi trước mặt chú là vũng lầy. Nếu họ không nhúng vào vũng lầy thì có thể họ còn đi được cái điểm họ muốn. Chúng ta làm một tâm niệm của chúng ta. Một chiếc que diêm bật lên, tuy không làm sáng được căn phòng,
Nhưng ít ra cũng làm cho người ta thấy được cái công tắc đèn ở đâu để người ta bật lên làm sáng cả căn phòng. Chúng ta mỗi người hãy cứ làm một chiếc que diêm. Mà 1000 diêm quẹt, 1 diêm có thể không thắp sáng được căn phòng. Nhưng nếu trong phòng tối mà 1000 người đứng đó, mà 1000 người bật diêm quẹt lên, thì nhất định căn phòng đó sẽ có 1000 ánh sáng hơn 1 ngọn. Tại sao chúng ta không gửi một lời bình an của chúng ta đến cho người thân của chúng ta? Phải không? Một tâm niệm còn hơn. Cho nên đối với Pháp Hòa, thậm chí Pháp Hòa đi tụng kinh cho những, đặc biệt là các em nhỏ nha, mấy em nhỏ nhỏ mà nó mất Pháp Hòa thương lắm. Đến đó lúc nào Pháp Hòa cũng đứng bên cạnh đó. Đời này kiếp sống của con tới đây, nhưng thầy mong con nghe được lời của thầy, hiểu được cái tấm lòng của thầy dành cho con, mà con hãy nhẹ nhàng chấp nhận và nguyện cho con đầy đủ duyên lành, sanh vào những cảnh giới an lành, thiện duyên, thuận duyên khác. Không cần quen biết, nhưng mà Pháp Hòa thấy mấy đứa nhỏ mà nó mất Hòa thương lắm. Thậm chí có những đứa mà không, đâu có đi hộ niệm cho nó đâu, nhưng mà người nhà nó đem tấm hình lên. Pháp Hòa luôn luôn đứng ở trước cái hình của mấy đứa nó, tại vì Pháp Hòa biết cái tâm mình giao cảm với nó thì nó sẽ có mặt và nó sẽ nghe mình. Thưa đại chúng, có những cái chúng ta không thấy, không lấy cái mắt nhìn, cái tai nghe để chúng ta có thể nhận biết được, mà những cái đó bất khả tư nghị. Phải không? Cái thời nguyên thủy của Phật là vậy, chứ không phải là tiểu thừa. Thật sự cái ý của tiểu thừa là cũng đúng thôi, tức là cái thời đó, nhưng mình dùng cái từ cho nó dễ hiểu hơn là thời nguyên thủy và thời Phật giáo phát triển. Cũng giống như bây giờ là Phật giáo nước ngoài, thật Phật giáo phát triển, phải không? Mình ở nước Mỹ đó, quý vị thấy cái tang lễ nước Mỹ khác với tang lễ Việt Nam không? Khác lắm. Tại vì ở Việt Nam nó có những cái phong tục tập quán của Việt Nam. Ở nước Mỹ thì mình gia giảm đi, cũng không ngoài cái ý, mục đích chính là vẫn siêu độ, nhắc nhở cho người mất, nhưng không cần nhiều cái lễ nghi theo cái phong tục ở Việt Nam. Ví dụ ở Việt Nam mới vừa mất, người ta lấy vải vụn á, người ta nhúng vô dầu lửa, người ta cột 4 cái chân giường. Quý vị có thấy cái cảnh đó không? Tại sao người ta cột dầu lửa ở chân giường? Biết không? Tại vì ở Việt Nam á, kiến nó nhiều lắm. Một khi mà nó sense được, nó ngửi được cái mùi của một cái xác chết á, là nó sẽ theo cái thành giường nó đi lên. Cho nên người ta mới lấy cái dầu lửa, người ta nhúng vô giải đó, người ta cột 4 cái chân giường là để cho cái dầu lửa nó làm bán đi cái mùi mà kiến nó không bu tới. Ở đây nó đâu có chuyện đó, mà mình chi phải làm chuyện đó, mà nó không cần thiết, phải không? Cái đó nó không quan trọng gì hết á. Ở Việt Nam á, chết ở trong nhà, cho nên người ta mới làm một cái chén cơm để ý nghĩa là cầu cho cái người mất đó đi trong cái no đủ. Rồi ta luộc cái trứng gà, phải không? Luộc cái trứng gà ta để lên cái chén cơm đó. Biết tại sao không? Bởi vì cái trứng gà luộc đó, đó tượng trưng cho âm dương. Trồng trắng là dương, trồng đỏ là âm. Ý muốn nói người này mới vừa mất đã thành người âm, nhưng mà chưa đi chôn, vẫn còn ở cõi dương. Cho nên để cái trứng gà là biểu tượng là người này đang ở trong cái giao thoa của âm dương. Bây giờ mình mất xong, mất ở trong bệnh viện, mấy tiếng đồng hồ sau thì họ đưa vô nhà xác. Mình đâu cần để chén cơm đó anh chị. Và ngày xưa người ta không có khoa học, cho nên người ta để 8 tiếng, 10 tiếng để người ta xác định người này hoàn toàn đã mất. Ngày nay sau một thời gian, bác sĩ vô để cái ống nghe ở những chỗ có mạch để xác định người này đã chết mới ký giấy cho mình đưa về nhà xác. Chứ còn bác sĩ chưa ký là mình chưa được quyền đem đi. Thì cái ý mà người ta để 8 tiếng là vậy đó. Mà mình hay dùng cái từ là thần thức xuất ra từ đó, đó. Nghĩa là xác định người đó đã mất ở những cái, tất cả những cái mạch nguồn của người đó đã hoàn toàn mất.
À, kính thầy giảng nghĩa câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con hay chào nhau câu A Di Đà Phật. Có một vị Phật tử bắt lỗi bảo rằng thiếu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, bất kính với Phật. Cái này thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật luôn á. Thưa đại chúng, chữ Nam Mô nghĩa là gì? Chữ Nam Mô có 6 nghĩa: cứu cánh, cứu ngã, độ ngã, quy mạng, kính lễ, vân vân, 6 nghĩa. Mà bởi vì nó nhiều nghĩa cho nên chúng ta để nguyên chữ đó là Nam Mô, bởi vì Nam Mô là tiếng Phạn. Và vì chữ Nam Mô có 6 nghĩa cho nên chúng ta không dịch. Và nếu có dịch á, thì thí dụ dịch được nghĩa này thì nó lại không đủ nghĩa kia. Chẳng hạn như mình dịch là kính lại Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là kính lại Phật A Di Đà, thì cũng nghĩa là Nam Mô đó. Nhưng bởi vì chữ Nam Mô 6 nghĩa cho nên giờ mình gọn lại, không cần nói 6 nghĩa, nói chữ Nam Mô. Và đồng thời chữ Nam Mô bây giờ đã trở thành một cái chữ, nó đã ăn sâu vào trong tất cả mọi cái sinh hoạt của đệ tử Phật rồi. Nghe chữ Nam Mô thì mọi người đều phát tâm hết. A Di Đà Phật có 3 nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thay vì mình gặp nhau mình nói tôi xin chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, người ta nói mình cải lương dài dòng. Bây giờ mình gom gọn lại A Di Đà Phật, nghĩa là tôi xin chúc cho anh lúc nào anh cũng có đầy đủ ánh sáng, đầy đủ trí tuệ và đầy đủ công đức. Cho nên mình gặp nhau mình mới A Di Đà Phật. Còn cái chữ Nam Mô không cần. Nếu muốn cũng được, mà giảm đi cũng chẳng sao. Nhưng mà khi nào mình niệm danh hiệu của Ngài, thí dụ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật để biểu lộ đầy đủ cái câu đó là con xin kính lại Đức Phật A Di Đà. Ở trường hợp Phật tử chào nhau thì lấy ý nghĩa của chữ A Di Đà ra để cầu chúc. Cầu chúc cho anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Ở trường hợp này lấy ý nghĩa của Đức A Di Đà để cầu chúc cho nhau chứ không phải là kính lại Phật, cho nên chữ Nam Mô có thể giảm. Còn trường hợp nếu mình đến bàn thờ Phật, mình lễ Phật thì mình đọc nguyên câu Nam Mô A Di Đà Phật để nói lên sự cung kính của mình. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái bác đó, mình bác đó tên là Trần Văn Nam. Nhưng mình gặp bác mình nói ô dạ con xin kính chào bác Trần Văn Nam, hay là mình chỉ nói dạ con chào bác Nam. Nhưng mà khi mình lên một cái buổi lễ mình giới thiệu thì mình phải giới thiệu đàng hoàng: con xin trân trọng giới thiệu đây là bác Trần Văn Nam. Đúng không? Vì trong buổi lễ trịnh trọng thì mình phải đầy đủ tên họ ta. Nhưng mà ở trường hợp mình gặp bác á, mình không cần phải nói dạ con kính chào bác Trần Văn Nam. Dạ xin lỗi bác gái Nguyễn Thị Gái đâu rồi? Cái đó ta phiền lắm. Ta nói sao cứ kêu tên tôi ra chửi hoài. Quý vị thấy được cái ví dụ đó không? Cái trường hợp gặp nhau là A Di Đà Phật là chúc nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Còn trường hợp kính lễ ở một cái buổi lễ trang nghiêm thì đầy đủ chữ Nam Mô. Nhưng mà có cái trường hợp là bởi vì mình niệm thánh hiệu của Phật, quan trọng là câu cấu nó đều đặn. Thỉnh thoảng có người ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nếu bắt lỗi là gặp nhau chào phải đủ Nam Mô, vậy sao lúc mình niệm A Di Đà Phật mình không nói? Rồi bây giờ theo người Hoa, A Mi Tô Phô, A Mi Tô Phô, A Mi Tô Phô. Trời ơi nhanh quá. Mà cũng có A Di Đà Phật thôi, phải không? Thành thử ra không nên bắt lỗi cái kiểu này. À thôi, nhưng mà cũng là cái tâm thôi. Nhiều khi không hiểu thì nói. Bây giờ mình đã nói ra rồi thì mình cùng nhau mình học. Gặp nhau là A Di Đà Phật, hễ kính lễ trang nghiêm thì Nam Mô A Di Đà Phật. Còn trong phương pháp hành trì, thí dụ quý vị đi kinh hành, đi 4 chữ sẽ dễ đi hơn. Thí dụ như ở nhà mình niệm một mình á, bước chân trái A Di, bước chân phải Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc trong khi mình ngồi thở nè,
Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di Đà Phật. Đó, nó bốn chữ thì nó dễ cái quân bình cái hơi thở của mình hơn. Làm sao để chúng ta biết cái gì là nghiệp cũ, cái gì là nghiệp mới, rồi làm sao để chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta chuyển nghiệp? Bài kinh này Đức Phật nói trong Tương Ưng Bộ, với cái đề tài và cái tựa Đức Phật đặt cái bài kinh đó là cũ và mới, nói về nghiệp. Thì thôi, cái bài này mình nói chuyện là nghiệp cũ và nghiệp mới. Thì đây là cái bài kinh, chúng ta đọc một bài đoạn ngắn kinh rồi chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Saka tại thị trấn Divadaha. Tại đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. Này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tức là quán sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhưng mà Đức Phật nói gọn, lấy một căn làm chuẩn trước. Mắt phải quán niệm nó là nghiệp cũ, nó được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quán y như vậy. Các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp cũ. Và này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, này các tỳ kheo, đây gọi là nghiệp mới. Thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng về nghiệp cũ và nghiệp mới, đã giảng về nghiệp đoạn diệt, đã giảng về con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Một bài kinh rất ngắn nhưng rất nhiều chi tiết. Bây giờ Đức Phật nói như thế này. Bây giờ trước hết mình Phật tử chúng ta hay nói nghiệp. Vậy bây giờ chúng ta hiểu lại một lần nữa, nghiệp là gì? Nghiệp tức là những gì chúng ta lặp đi lặp lại, nó thành một thói quen. Nhưng nếu như mà cái lặp đi lặp lại này tốt thì nó gọi là thiện nghiệp. Nhưng thói quen này nó cứ lặp đi lặp lại ở cái mặt tiêu cực, mặt xấu, thì chúng ta gọi là nghiệp xấu, là ác nghiệp. Nhưng mà nghiệp này được tạo tác từ đâu? Thường thường ta nói anh này nè tạo nghiệp, chị kia tạo nghiệp. Thế thì nghiệp tạo từ đâu? Nghiệp tạo từ ba chỗ: thân, miệng, ý. Nếu chúng ta nghĩ tốt thì chúng ta tạo cái ý nghiệp tốt. Nếu chúng ta nghĩ xấu thì chúng ta tạo cái ý nghiệp về xấu. Rồi từ cái ý nghiệp xấu nó dẫn đến cái miệng nói, thì miệng nói xấu gọi là khẩu nghiệp. Hành động xấu gọi là thân nghiệp. Như vậy thì nghiệp không ai tặng cho mình, không ai cho mình, không ai đẩy cho mình, không ai gắn cho mình, không ai mà lén lút cất vô trong vu oan cho mình, mà nghiệp là tự mình. Hằng ngày chúng ta sử dụng thân, miệng, ý, có chánh niệm thì cái nghiệp này nó thiện, mà không có chánh niệm thì nghiệp này nó xấu. Cho nên Đức Phật mới nói ta giảng về nghiệp cũ, về nghiệp mới, làm sao để đoạn diệt. Nếu muốn diệt nghiệp thì chúng ta phải sử dụng bát chánh đạo để chúng ta tu và chuyển cái nghiệp đó. Đức cái bài kinh ngắn nhưng mà hay là Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng cái nào là nghiệp cũ, cái nào là nghiệp mới, và như thế nào gọi là đoạn diệt của nghiệp, và làm sao con đường nào đưa đến đoạn diệt cái nghiệp. Thì dịch mình học Phật, mình nghe giảng rất nhiều, thì giờ trước hết mình phải học về chữ nghiệp. Nghiệp ở trong kinh nó giảng rất là nhiều,
Nhưng mà giờ mình nói gọn, nói trong cái phạm vi cái buổi nói chuyện này thôi. Nghiệp là những hành động, những lời nói, những ý nghĩ. Nếu chúng ta có chánh niệm thì nghiệp này sẽ thành nghiệp tốt. Chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta trở thành nghiệp xấu. Bởi vì chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ mình nói về sáu căn. Thì Đức Phật nói á, nghiệp cũ là gì? Những gì chúng ta đang thọ nè, đây là nghiệp cũ. Thí dụ mình sanh ra trong đời này lùn hay là cao, xấu đẹp, nhưng mà thủy chung lùn cao xấu đẹp, chúng ta vẫn có sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thí dụ như có người mắt hai mí, một mí, mắt mình bị mờ, mắt mình bị lệch, vân vân. Hay là thân, hay là miệng, tất cả những gì chúng ta đang thọ nhận ở nơi thân thể con người hiện tại đây, cái này là nghiệp cũ, nghiệp của quá khứ, đâu có trốn tránh đâu được, mình thọ nhận rồi. Nhưng mà bây giờ cái này mình không từ bỏ được ạ. Nhưng mà có một cái mình làm được: hãy nhận tất cả những cái nghiệp cũ này và tu tập để chuyển cái nghiệp cũ này tạo ra cái nghiệp mới. Cũng giống như cơ thể mình á, mình đi tắm á, mình kỳ cọ để mình đẩy ra những cái tế bào chết cho nó sạch đi, để trên cơ thể mình nó sanh được những tế bào khác. Mình phải kỳ cọ, mình tắm rửa, mình kỳ cọ để cho người mình nó khỏe mạnh. Cũng như vậy, nghiệp cũ thì chúng ta không có từ chối được, bởi vì mình đã tạo rồi thì bây giờ mình phải thọ cái quả. Nhưng mà ở nơi cái nghiệp cũ này, ngay nơi cái nghiệp cũ này chúng ta chuyển nó được. Cho nên cái chữ tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Tu là mình chuyển đi những cái thói xấu, những cái tật của mình. Ví dụ như mình á, bây giờ mình thí dụ ha, mình có một cái nghiệp cũ là về cái miệng. Rồi cái miệng của mình đó là cứ từ hồi nhỏ tới lớn, mình cứ lăng xăng, mình nói lung tung, nhưng mà không bao giờ mình suy nghĩ cái lời nói của mình. Và từ nhỏ tới lớn mình bị giận, bị hờn, bị trách móc rất nhiều về cái cách nói chuyện của mình. Nhưng bây giờ một khi mình đã tu rồi thì bắt đầu mình phải thấy ra đời này á, mình bị một cái nghiệp này mà mình không có chuyển nó nữa thì mãi mãi cái chữ luân hồi khổ đau là chỗ này. Người ta vẫn luân hồi nhưng mà ta không có khổ, còn chúng ta vẫn luân hồi nhưng mà chúng ta khổ, là bởi vì chúng ta cứ ôm cái nghiệp cũ và chúng ta không bao giờ biết chuyển. Thật sự ra thưa đại chúng, chúng ta biết về nghiệp nhiều lắm, chúng ta biết bệnh của mình nhiều lắm, nhưng có điều là chúng ta có chịu uống thuốc không? Chúng ta có chấp nhận là mình sẽ hết bệnh không? Cho nên Đức Phật nói á, thế nào là nghiệp cũ? Mắt, bây giờ quán gì mắt nè? Thứ nhất cần phải quán là nghiệp cũ. Thí dụ bây giờ con mắt mình là đây, cái nghiệp đời trước đây, bây giờ mình được cái con mắt này. Nhưng mà con mắt này á, của cái quá khứ mình nhận, và được tác thành, được tư niệm. Tác thành làm sao? Mình nhìn, mình dùng mắt này, rồi mình nhìn mọi sự vật. Nhưng mà thường khi mình nhìn á, xong mình tư niệm xấu. Thường ít có khi mình nhìn một cái vật gì á, mình phải khởi lúc mình thì bị một cái thói quen là nhìn hay suy nghĩ xấu. Ví dụ mình nhìn ta cái mình nghi ngờ. Mắt cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm. Tư niệm là gì? Tức là chúng ta suy nghĩ. Thường khi chúng ta nhìn một cái việc gì rồi chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà mình phải hỏi lại mình, một việc mình nhìn, mình suy nghĩ tích cực nhiều hay mình nghĩ tiêu cực nhiều? Được cảm thọ, đó, mình cảm nhận, mình suy nghĩ rồi mình cảm nhận. Rồi bây giờ mình quán mắt mình vậy, rồi bây giờ mình quán tai.
lỗ tai mình nghe thường mình có nghe đúng như sự thật không, hay là mình nghe xong mình cảm nhận nó một cách khó chịu, mình cảm nhận một cách khó chịu. Cho nên á, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, mỗi con người chúng ta đều có 6 cái căn này. Và bây giờ chúng ta phải chuyển nó như thế nào? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý, đây gọi là nghiệp mới. Mình đâu có thoát được. Giờ bây giờ thì mình dùng cái miệng này sao? Cứ mỗi một lần mình nói một lời nói không hay, đó là mình tạo cái nghiệp mới. Mỗi một lần mình nhìn ta, mình nói, mình nhìn xong mình cảm nhận rồi mình nói bậy, là mình tạo nghiệp mới. Cho nên á, mỗi một người ai cũng mình tu á, là mình phải tự thay đổi. Mình thay đổi cái nghiệp của mình trong cái khả năng hết sức của mình. Mình đâu phải là thánh nhân mà lúc nào mình cũng kèm tâm giữ ý mình được. Nhưng mình tu thì mình phải tự thúc liễm. Thưa đại chúng, trước khi đi ra về, hồi trưa này là Pháp Hòa dự trù cúng xong hết rồi thì Pháp Hòa sẽ rời lúc 3 giờ. Thì anh Sang đến đón, thì có một cào mục Phật tử tới nói nhỏ, nói thưa thầy, gia đình con có việc mà quan trọng lắm, mà chỉ có thầy giúp được. Và gia đình con muốn ngồi lại với thầy để chúng con nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Thì Pháp Hòa mới nhìn đồng hồ, lúc đó là 3 giờ rưỡi rồi. Và bây giờ nếu mà mình chưa về là lái xe 3 tiếng sao kịp. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ được rồi, chú gọi về, chú hẹn với gia đình đi, 3 giờ rưỡi mình sẽ có mặt rồi, mình nói trong vòng nửa tiếng kịp không? Chú nói dạ chắc được. Thì khi mà tới nơi rồi ngồi xuống thì Pháp Hòa nghe hai bên nói không thôi, không có nói được câu nào hết, 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa biết việc còn nhiều lắm, bây giờ mình nói không xong đâu. Thì Pháp Hòa nói thôi nãy giờ quý vị nói, nãy giờ hai bên nói Hòa nghe, Pháp Hòa cũng nhận được một ít sự việc rồi. Cái việc này một buổi nói không rồi đâu, Pháp Hòa hẹn, Pháp Hòa sẽ sắp xếp một cái thời gian gần nhất Pháp Hòa xuống một ngày để mà nói chuyện với gia đình. Thì ra tới cửa, thì ra tới cửa thì một vị trong gia đình mới nói con còn nhiều điều uất ức lắm, con nói chưa hết. Đấy, con chưa nói được nhiều gì hết đấy, không sao chú yên tâm, giờ Hòa biết là Pháp Hòa sẽ trở xuống. Thì quý vị biết là mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta cứ sống với cái nghiệp cũ của mình và chúng ta chưa đủ cái thiện chí để chúng ta làm sao chuyển cái nghiệp mới. Mình từ nhỏ tới lớn mình được cưng chiều, cho nên mình sống theo cái kiểu gì ra lệnh nó quen rồi. Cho nên khi mình có gia đình, mình có chồng, có vợ, mình cũng muốn có cái quyền uy đó. Hay thậm chí mình ở nhà mình được chiều lâu rồi, mình vô một cái cộng đồng mình cũng muốn mình là cái người chủ chốt. Rồi mình ra lệnh mà mình quên rằng những người người ta tới đây người ta đâu phải làm công. Người ta tới đây là người ta phát tâm, người ta đóng góp, làm việc thiện nguyện. Cho nên mình muốn làm một cái gì, mình nói cái gì, mình phải biết mình đang ở vị trí nào, đang ở hoàn cảnh nào. Thí dụ mình làm chủ, mình làm chủ mà nếu như mình thiếu đi cái, mình được cái nghiệp, một cái nghiệp là làm chủ, nhưng mà nếu mắt tai mũi được phước làm chủ, nhưng mà cái nghiệp cũ về mắt tai mũi miệng mình vẫn tiếp tục tạo nghiệp nữa. Được phước làm chủ là một việc, nhưng mà cái người chủ đó vẫn bị cái nghiệp là cái khẩu hay cái ý hay cái thân, vân vân. Rồi mình ví dụ như một người mẹ muốn rầy con,
cũng phải lựa giờ rầy nó, chứ đâu phải là không lựa đâu. Chẳng hạn như ngày hôm qua là mùng 1 phải không? Mùng 1 Tết. Thì có một vài việc Pháp Hòa muốn nói mà Hòa suy nghĩ thôi. Hôm nay đầu năm đầu tháng, thật sự thưa đại chúng á, mỗi khi Pháp Hòa muốn nói ai cái gì á, Pháp Hòa suy nghĩ lắm. Pháp Hòa suy nghĩ là mình nên nói lúc này không? Thậm chí là dù cho là đệ tử của mình, mình có quyền rầy bất cứ lúc nào, nhưng như vậy cũng không đúng. Mình rầy người đó, nhưng mà mình phải tôn trọng người đó vẫn là một con người, dù người đó cái chức vị nhỏ hơn mình. Mình làm thầy như làm cha, mình có quyền đó, nhưng không. Những cái điều sai Hòa thấy, Hòa nói rằng cái này không có gì quan trọng, mình có thể chỉnh lại liền, nhưng mà thôi. Mình nói nhiều khi người ta không cảm nhận được cái ý tốt mà người ta nghĩ mình rầy, thôi để lúc khác. Một cái việc nhỏ ngày hôm qua thôi, rất là đơn giản thôi, không có gì quan trọng. Chẳng hạn như chuyện thắp nhang, thắp đèn, hay là chuyện chuông, chuyện mỏ, mấy cái chuyện lặt vặt để mình chỉ dẫn trở lại thôi. Nhưng Pháp Hòa nghĩ thôi, hôm nay là ngày mùng 1, mình để cho nó một cái ngày nó trọn vẹn, mọi người không có một cái ý nghĩ gì là mình bị rầy, bị la hết. Rồi giờ không phải là Tết, nhưng mà giờ nhà đông khách quá, cũng phải nói thôi, đông khách qua nín một cái đi. Thật sự quý vị, Pháp Hòa nói vậy, quý vị có thấy là trong cuộc sống của mình nó là như vậy thôi. Ai cũng có cái bức xúc của mình, nhưng mà mình phải biết, nếu mà mình nói tôi là vậy đó, mít lòng thì chịu, không thích thì tôi nói thẳng, đó là mình sống với nghiệp cũ. Đó là mình sống với cái nghiệp cũ. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó mà cứ sống như vậy hoài thì mình trở thành ra luống uổng một đời người. Phật, cái lời Phật dạy là cho ai? Cho con người. Chứ Phật đâu có nói cái chuyện trên trời với mây với biển. Mà chính là Phật cho chúng ta biết rằng thân người khó được. Phật cho chúng ta biết thân người khó được. Phật pháp khó nghe. Thật sự ra thân người khó được mà nay mình được. Nhưng mà tại sao Phật phải nói câu đó với mình? Tại sao Phật phải nói với mình là thân người khó được? Để chúng ta ý thức rằng kiếp người rất là quý. Chính nó quý cho nên đừng luống uổng. Đừng luống uổng. Bởi vì nó luống uổng qua rồi thì quá tiếc. Mà thưa đại chúng, bây giờ quý vị có đọc sách, quý vị đọc báo, quý vị đã từng tiếp xúc bao nhiêu những hoàn cảnh trong những cái duyên mà mình được nghe, được thấy, thì có những người nó luống uổng vô cùng. Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc đi nhắc lại mỗi lần tụng giới trong chùa, đặc biệt là tụng giới với các vị xuất gia, thì tụng xong một cái phần đó rồi là Pháp Hòa luôn ngồi lại trong cái tình thầy trò huynh đệ. Pháp Hòa nhắc quý vị vừa đọc xong một cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách đó, quý vị vừa đọc xong cái văn gọi là Phát Bồ Đề Tâm đó, hay là quý vị vừa tụng xong cái cuốn, cái bài kinh Tám Điều Giác Ngộ của Bậc Đại Nhân đó, mà những lời đó là gì? Là tấm gương soi. Cho nên á, ai trong chúng ta cũng đều có nghiệp cũ hết á, không có người nào không có. Tại vì nếu không có mình đâu có ở đây. Chúng ta có mặt ở đây là do nghiệp đẩy. Thường thường ta nói á, nghiệp á, nó có cái nghiệp lực. Quý vị có nghe chữ nghiệp lực phải không? Nghiệp lực là gì? Là cái sức mạnh của cái nghiệp đó đó. Pháp Hòa ví dụ, giờ Pháp Hòa có cái miệng hay mắng người ta, thì gặp cái chuyện bất bình là cái lực của cái nghiệp miệng nó lôi liền, thấy là nói liền, mà không cần nể mặt ai hết, không cần phải biết giờ phút đó là lúc nào hết. Đó là nghiệp lực của cái miệng. Cho nên nghiệp nó có cái nghiệp lực. Rồi thí dụ bây giờ mình có một cái nghiệp lực, mình có một cái nghiệp là mình ghiền cờ bạc, cho nên bất cứ chuyện gì nó cũng lôi mình vô cái chuyện đỏ đen được hết á. Thí dụ như người ta mới nói trời đêm hôm á, tôi nằm tôi bao, tôi thấy tôi trúng trúng số, cái là bắt đầu mình bàn tới liền, nó lôi mình tới liền.
Rồi mỗi người, rồi mình hay là mình có cái nghiệp bà, nghiệp bà tám. Mình nghe ở đâu đó chuyện gì, sao chuyện gì vậy? Nó nói tôi mới lóng thoáng tôi nghe, nó lôi mình. Cho nên mỗi người mình ai cũng có cái nghiệp và có cái nghiệp lực của nó. Vậy thì mình tu á, mình tu để mình làm gì? Mình học Phật để mình làm gì? Để mình có được cái tuệ giác mà Đức Phật gọi trong Bát Chánh Đạo là chánh niệm. Đức Phật dạy nó, con đường để diệt nghiệp đó là gì? Đó là Bát Chánh Đạo. Đó là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Năm là chánh mạng. Sáu là chánh tinh tấn. Bảy là chánh niệm. Tám là chánh định. Cho nên con đường dứt khổ cũng là Bát Chánh Đạo. Mà con đường làm sao cho mình dứt đi hay là giảm đi những cái nghiệp xấu, đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì á, mình muốn nói phải có chánh ngữ. Mà bây giờ muốn có chánh ngữ thì phải có chánh niệm. Có chánh niệm suy nghĩ về lời nói của mình mới có chánh ngữ được. Đây, tôi thấy ai mà làm sai là tôi dạt liền, tôi ấy liền. Đó là siêng năng nhưng mà không có chánh tinh tấn. Mình có chánh niệm là mình sẽ siêng năng, nhưng mà lúc nào nói, lúc nào nói. Quý vị biết không, mấy chú nhỏ đó, nhiều khi mấy chú làm sai đó, trước khi Pháp Hòa muốn la đó, Pháp Hòa dò trước nha: con học bài xong chưa? Nó dạ con học xong rồi. Pháp Hòa mới nói: tại sao Hòa suy nghĩ như vậy? Nó đang học bài. Mà nếu mình rầy á, nhiều khi cái đứa nhỏ nó không có đủ cái sức, nó tiếp nhận đây là một cái lời nhắc nhở của thầy, mà nó nghĩ là thầy la mình. Mà khi nó nghĩ như vậy rồi cái nó stress, nó học bài không được. Cho nên muốn rầy mấy chú, có quận hỏi con học bài xong chưa. Thậm chí muốn nói cái gì, nhìn xuống: ăn xong chưa? Tại ông bà mình nói làm sao? Trời đánh tránh bữa ăn. Ông trời trước khi ông đánh mình, ông cũng tránh cái bữa ăn, nghĩa là ông tôn trọng cái bữa ăn đến mức như vậy đó. Còn mình là chẳng nể nang kiên cử gì hết. Giờ ăn cũng bụp. Giờ bất khả là cái gì mà trái tai gai mắt là mình bụp liền. Mà mình với cái ý nghĩ là mình là như vậy là chánh trực, không phải. Mình biết rằng nếu căn cứ trên bài kinh này, đó là dở. Vì mình bị cái nghiệp cũ nó kéo lôi, bất cứ lúc nào mình không hề tự chủ được. Dù cái lời nói của mình đó, mình rầy rất đúng, nhưng nếu mình tự chủ được ngay lúc đó thì tức là mình gì? Mình chuyển cái nghiệp. Mình nói không đúng lúc, mình nói không đúng thời, mình nói không đúng việc, đúng người thì đều là sai hết. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là mình phải có một cái suy nghĩ, nhớ nghĩ chân chánh. Thí dụ như mình ăn cơm, mình nhớ đến cái ơn của đàn ra tính thí, đó là chánh niệm đó. Nhớ nghĩ chân chánh thì trong cái nhớ nghĩ chân chánh là nhớ ơn gì? Nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn đàn ra tính thí. Cho nên đó, mình mở nước ra mình xài phí, mình nhớ lại liền, phí nước cụp xuống. Mình vừa định phung phí một cái gì, mình nhớ lại liền: thời buổi này kinh tế khó khăn. Hôm qua gặp mấy Phật tử gần đây hỏi thăm: đó, anh có khỏe không? Chú có công việc làm tốt không? Dạ thưa thầy, bây giờ thì đang đi làm đây mà không biết là sẽ thất nghiệp ngày nào đây. Thì quý vị thấy rằng trong hơn một năm nay là tỉnh Alberta mình là teo tua, và cái tình trạng này nó sẽ còn kéo dài nữa. Cho nên trong cái ngày họp chúng sắp tới đây đó, họp chúng trong chùa sắp tới, thì Pháp Hòa cũng nhắc cho đại chúng biết rằng kinh tế đang rất khó khăn. Mà chính kinh tế khó khăn như vậy, tất cả mọi người chúng ta trong đời sống hàng ngày phải biết tiết kiệm, phải biết tiết chế lại cái chi dùng của mình. Chúng ta học Phật là để chúng ta có được một cái trí tuệ sống uyển chuyển, tùy lúc tùy thời,
để cho chúng ta thấy, thí dụ như mình nói về vô thường đó, thấy không? Mới vừa kinh tế đang lên đó thì kinh tế lại xuống đó. Tuần rồi có gặp một anh mà cho mượn tiền mortgage, mượn về nhà cửa đó. Anh mới nói là những kỹ sư mà về dầu hỏa đó, mua nhà bạc triệu rồi mortgage, mà bây giờ bỏ nhà hết, tại vì không có job, không có việc làm, thì không có tiền để trả, thì phải buông cái nhà đó thôi. Vậy thì mình nói chữ vô thường á, đâu có nghĩa là để cho con người mình bi lụy, nhưng mà để chúng ta không lầm về sự đời, để chúng ta không lầm sự đời. Mà chính chúng ta không lầm như vậy, chúng ta sống bất cứ hoàn cảnh nào và thời đại nào, chúng ta cũng có thể gọi là chúng ta bơi lội được như một con cá. Có nước nhiều nó sống tung tăng theo nước nhiều, nước ít thì nó sống ngoi ngóp theo nước ít. Đó, cho nên đó, bước qua một năm cũ đã qua rồi, chúng ta đang bước vào một năm mới. Thì cái năm mới này chúng ta sống sao? Ý thức rõ năm mới này tuy nó có nhiều cái thay đổi mới, nhưng cái có thể thay đổi tệ hơn cũng có, chứ không phải là. Nhưng mà mình nói vậy là không phải để rồi nó nghi nghịch lại với cái ý là thôi cái gì cũ bỏ qua bước qua. Đúng rồi, mình chuẩn bị bước vào một năm mới, nhưng mà rất chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ chúng ta không thể phung phí như là mấy năm trước được, tại hiện tại kinh tế đang khó khăn, việc làm của mình rất bấp bênh, và thậm chí chúng ta thấy rằng sức khỏe của mình năm nay nó khác hẳn so với năm ngoái. Rồi bây giờ thí dụ như là quý bác ở đây là 70-80 tuổi mà được như vậy thì là quá chừng là hạnh phúc rồi, so với một cái thân thể mới có 40 mấy mà nó cứ đau bệnh rề rề. Hồi nãy ở trên xe với anh Sang là còn tỉnh bơ, tự nhiên bước xuống xe vô tới phòng rồi là người nó khó chịu, mà tới bây giờ ngồi đây là quý vị thấy nó đã thay đổi như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy trong bài kinh này, những lúc mà tối Pháp Hòa đọc những cái bài kinh như vậy đó, Pháp Hòa thấy cái đoạn nào hay Pháp Hòa hay để dành lại để chia sẻ với đại chúng, tại vì đại chúng có thời giờ để mò mẫm ở trong kinh điển. Mà Pháp Hòa thấy nếu mà không nói thì nó uổng, nói cho đại chúng nghe để cùng học cùng chia sẻ. Cho nên Pháp Hòa đọc một cái đoạn trong cái Bồ Tát á, học cái giới Bồ Tát á, thì mới nói là Đức Phật nói cho chúng ta nghe như vậy, thân người khó được. Để tại sao? Bởi vì chúng ta phải thấy nó là quý, chính quý hiếm, cho nên đừng có phí, đừng có phí. Rồi bây giờ mình nhìn là mình đã phí bao nhiêu năm, và còn chờ đợi gì nữa mà không tận dụng nó, không dụng nó một cách hết lòng. Giờ đây Đức Phật nói: này các tỳ kheo, thế nào là nghiệp mới? Hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay ý, này các tỳ kheo, đây là nghiệp mới. Mình có cái tai, mà bây giờ nếu cái tai này mình vẫn tiếp tục mình dụng nó để tạo những cái nghiệp xấu, nghe ngóng những chuyện thị phi, nói năng những chuyện thị phi, bàn luận những chuyện thị phi, tiếp xúc những chuyện thị phi, đó là chúng ta tiếp tục tạo nghiệp cũ, tạo nghiệp mới. Bây giờ thế nào là nghiệp đoạn diệt? Này các tỳ kheo, đó là sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Cái chữ đoạn là cắt bỏ, chữ diệt là dứt sạch. Thì cái chữ cắt bỏ này không nghĩa là chúng ta phải thẻo tai, thẻo mũi mình làm gì, nhưng mà đừng tiếp tục lập cái đó nữa. Cho nên ở trong cái bài văn sám hối, không? Sám hối là gì? Sám hối nghĩa là chúng ta nhận ra những cái xấu cũ, phát tâm làm những cái mới. Thế nào là con đường đưa đến dọn diệt của nghiệp? Đây là con đường bát chánh đạo. Chánh ngữ, chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 5 rồi, chánh tinh tấn là 6, chánh niệm là 7, chánh định là 8. Chánh định là gì?
là sự định tĩnh chân chánh. Chánh niệm á, là chúng ta nhớ nghĩ chân chánh. Bây giờ muốn tạp, muốn trừ đi cái nhớ nghĩ tà bậy thì Phật dạy mình niệm gì? Niệm Phật. Chánh niệm Phật á, là một trong vô số những cái pháp môn tu chánh niệm. Rồi có những người ta không niệm Phật chứ mà ta niệm pháp, ta đọc kinh để giúp cho người ta tọa đoạn trừ những cái tạp niệm. Có những người ta lái xe, ta mở ban tụng, rồi ta tụng theo. Thay vì người ta nghe nhạc, ta hát theo, vui, nhưng mà nó không có lợi, nó không có sao. Bây giờ người ta chuyển cách khác, ta mở ban kinh, ta đọc theo kinh, ta đọc theo kinh. Tại trong khi mà người ta lái xe, nhưng mà người ta không có để cho tâm ý nó lo lắng suy nghĩ gì hết, ta đọc kinh. Thật ra đó, mình hát nghiêu ngao cũng không có gì tội. Thì khi mà chúng ta nghiêu ngao một lời kinh, tạm nói là vậy, chứ thực ra chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà, có gì đâu là tội. Cho nên đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ lời kinh, niệm Tăng là mình nhớ tới Tăng là gì. Mình nhiều khi mình nhớ nghĩ những hình ảnh của các vị tôn đức, biểu tượng mà mình kính trọng, mình thấy được những cái hạnh tu của cái vị đó, mình học theo. Cho nên là chúng từ hồi nhỏ tới lớn, Pháp Hòa thích đọc lịch sử của các vị tổ lắm. Pháp Hòa thích lắm. Tại vì sao? Tại vì khi mà đọc những cái công hạnh của các vị tổ, cái tự nhiên nó phấn chấn mình, nó khuyến khích mình thêm, nó ráng học theo vị tổ này nè. Tới bây giờ cũng vậy, mà hãy mà đọc báo, đọc sách mà thấy sự tích của tổ nào, sự nghiệp tu hành của tổ nào là hay đọc lắm. Đọc để mình học theo những cái hạnh của chư vị, mình thấy được cái hạnh tu của quý ngài. Cho nên á, năm nay mình hết một năm rồi, mình bước qua một năm mới. Thì năm mới là mình luôn luôn mình nói với mình, năm mới này mình sẽ làm cái gì đó cho nó hay. Thì bây giờ mà mỗi bản thân mình cũng vậy, mình quán chiếu mình thấy tất cả chúng ta ai cũng đang mang một cái nghiệp cũ. Ví dụ ha, bây giờ từ nhỏ tới lớn mình sanh ra mình bệnh là nghiệp cũ chứ gì. Từ nhỏ tới lớn mình bệnh, nhưng mà đừng, mình phải nhớ rằng đây chỉ là cái thân bệnh. Nhưng mà đừng để, tại sao mình bệnh biết không? À, có thể đời trước á, mình cho thuốc người ta mà bằng cái tâm xấu, mình cho người ta uống thuốc để người ta bệnh tật, hay mình hại người ta thế này thế kia, hay mình sát sanh cho nên đời này mình bệnh. Cho nên giờ đời này á, đừng có khó khăn trong khi mình bệnh. Hôm rồi có một cô đến dự khóa tu xong, con mới gặp, con mới nói xin thầy cho con một lời khuyên, thế nào để con có thể con giúp mẹ con, bây giờ mẹ con đang bệnh. Thì Pháp Hòa mới nói rằng bà bị bệnh mắt. Thì Pháp Hòa chia sẻ như thế này, Pháp Hòa mới nói nếu mà cô về cô nói chuyện được với bà, thì cô mới nói cho bà hiểu rằng trong con người chúng ta ai cũng đang có những bộ phận đang bị hư hết. Có người không có hư mắt nhưng mà hư tim, hư thận, hư gan, hư ruột, hư bao tử. Bây giờ nghiệm lại coi có người nào mà không có một chút chút gì ở trong cơ thể mà nó không đi tới cái trình, cái vấn đề hoại diệt. Cái đó mình không có tự chủ được, mình không có làm chủ được cái thân, nhưng mình làm chủ được cái tâm. Là mình biết rằng có thân là sẽ có bệnh. Và mỗi một năm nó đi đến cái chỗ già yếu, bệnh tật. Mà cái này Pháp Hòa nói tới nó luôn vậy. Phật dạy mình vậy để chi? Để mình phải vững cái tâm của mình. Tôi biết càng ngày anh càng bệnh hơn, cho nên tôi sẽ không lãng phí những ngày tháng tôi còn lại, tôi ráng tôi làm những gì lợi ích hơn nữa. Cho nên cái tâm mình làm chủ được, cái thân mình làm chủ được. Mình bệnh mà quý vị thấy không,
Mình mua chiếc xe mới cỡ nào cũng có ngày tới bắt đầu nó hư nó cũ. Cái nhà mình xây mới toanh, nhưng mà qua 1 năm 2 năm bắt đầu cũng có chỗ nó hư. Và thậm chí bây giờ những cái máy móc người ta làm, người ta làm đều có guarantee có 5 năm mà. Và nhiều khi mình, nhiều khi Pháp Hòa suy nghĩ thôi đấy, nhưng mà nhiều khi suy nghĩ lại cái máy móc mình mua ở ngoài chợ đem về nó hơn mình đó. Tại sao biết không? Nó có giấy bảo quản. Ví dụ mua cái quạt máy nó nói 5 year guarantee, cái này 10 năm guarantee, mà cái thân mình không có bảo quản, không có cái giấy bảo quản. Nó muốn hư lúc nào nó hư, và nó muốn tắt lúc nào nó tắt. Cho nên cái máy nhiều khi nó hơn mình. Cái máy nó có cái giấy bảo quản, chứ bản thân mình không có cái giấy bảo quản. Mà nếu có giấy bảo gì biết không? Bảo hiểm. Dù có tiền cũng có bảo hiểm nha, không có tiền là cũng có chẳng có bảo hiểm. Vì vậy thì mình nhiều khi có tiền mua có bảo hiểm, nhưng mình đâu có mua được cái bảo đảm. Bảo đảm nhận được bảo hiểm không? Không có. Vì vậy cho nên á, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản thôi, tóm ý là tất cả những gì chúng ta đang có, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, hay là thậm chí thân mình cao, lùn, mập, ốm, xấu, đẹp gì vân vân, đều là nghiệp cũ hết. Nhưng chúng ta đừng để những cái nghiệp cũ đó, mình dũng nó để mình tạo thêm cái nghiệp mới thì không nên. Bây giờ mình có cái miệng, phải đừng để cho cái nghiệp cũ nó kéo lôi nữa, bắt đầu phải chuyển nó thành cái nghiệp mới. Rồi cái nghiệp mới là như thế nào? Trước khi mình nói cái gì, mình suy nghĩ cho kỹ, có chánh niệm về lời nói của mình. Một khi chánh niệm mà có, nhất định sẽ có chánh ngữ. Mà chánh ngữ mà nó có nói rồi, lâu ngày nó thành ra cái thói quen như vậy, gọi là chánh nghiệp. Hồi xưa là mình tà nghiệp, tức là mình sống theo cái bản năng bình thường của mình. Cho nên ví dụ như giờ người ta đối xử xấu như vậy, không nhất thiết mình phải đối xử xấu lại. Tại vì như vậy nó chẳng qua nó chỉ tạo thêm cái nghiệp thôi, không có lợi ích gì hết. Nhưng mà có những lúc, có một lúc nào đó chúng ta có những người, người ta cần phải làm như vậy để làm gì? Để cho người kia có cơ hội nhìn lại. Cái đó là đạo Phật, Đức Phật gọi là gì? Đối cơ. Có những người mình từ bi, nhưng mà lâu lâu đó, mình phải có một cái thái độ gì đó cho người ta hiểu rằng cái việc làm người ta nó chưa có chuẩn, nó chưa có đúng. Cho nên một người mẹ mà đánh một đứa con, nhiều khi vì lòng từ bi mà đánh, chứ không có phải vì ghét mà đánh, để cho nó ý thức cái việc làm của nó. Thôi thì hôm nay qua cái bài kinh này thì chúng ta học được rằng nghiệp cũ và nghiệp mới, và làm sao chúng ta chuyển. Đời này á, mình thiếu thông minh, học hoài không nhớ. Nhưng mình nếu là tôi thiếu thông minh lắm, cho nên tôi không thèm học gì hết, thì rõ ràng mình tùy thuận, mình sống theo cái nghiệp đó. Bây giờ á, mình biết mình thiếu thông minh, thì mình phải có một cái cách là mình làm sao tăng trưởng cái đó, là siêng năng chút. Siêng năng chút, đừng có để cho cái ý niệm là mình thiếu thông minh, học gì cũng không nhớ, rồi nó cứ cuốn trôi đời mình mãi mãi, một chữ cũng không lọt. Thì chính mình biết mình thiếu thông minh, cho nên mình phải ráng học. Nhân bất học, minh minh như dạ hành. Người không học thì đi trong mờ mờ như đi trong tối. Hôm rồi trong khóa tu có một em thanh niên, nó nói với Pháp Hòa là nhiều khi con suy nghĩ tới cái tương lai, cái cuộc đời con là con bắt đầu con bấn loạn lên hết. Thì Pháp Hòa mới nói với em á, em có bao giờ em lái xe ban đêm chưa? Nó nói dạ có. Em có thấy hết tất cả những gì xung quanh không? Dạ không. Thì bây giờ em thấy được cái con đường mà để em lái tới đâu hay tới đó là nhờ cái gì? Nhờ cái đèn xe thôi. Mình đâu có thấy hết, nhưng mà cái đèn nó soi rõ được nhiêu á, thì
lái đi từ 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 vậy. Rồi lâu bật cái đèn pha lên để cho nó soi rõ một chút nữa. Nhưng mà hễ mình thấy cái xe ngược chiều với mình mà nó đang đi tới thì mình làm gì? Tắt cái đèn pha đi. Mình bật cái đèn pha để cho mình thấy đường mình đi. Nhưng nếu như mình thấy ở đằng kia có cái ánh đèn, người ta đang đi ngược đường là biết có chiếc xe đang đi tới, đừng có mở đèn pha. Mình sẽ làm chóa mắt cái người bên kia, có thể dễ gây tai nạn. Cũng như thế, cuộc sống của mình đó cũng giống như là những người lái xe ban đêm vậy đó. Thôi thì bây giờ cái đèn nó rọi được, tới đó mình đi lần theo nó. Rồi lâu lâu đó, bật cái đèn pha lên thấy rõ ràng một chút, nhưng mà nhớ có mình nhưng mà cũng có người. Có nghĩa là mình sáng cho mình, đó là mình được cái phần lợi cho mình, nhưng mình phải nhớ là phải phần lợi cho người khác nữa. Như vậy mới là cái người học Phật tu Phật. Người học Phật tu Phật là không phải lúc nào mình làm việc gì, mình nói cái gì được phần mình mà quên hết mọi người khác là không nên. Cái người học Phật là muốn làm cái gì, muốn nói cái gì thỏa mãn cho mình, nhưng mình có biết rằng cái cảm giác của người kia làm sao không? Hồi nãy quý vị gọi phone nói cho biết là cô Phật tử bị vậy đó, rồi cổ ngại quá, cổ nói chưa gì hết, cổ té, cổ gãy tay, làm cho đại chúng không ai được đi chơi hết. Pháp Hòa nói đưa cái phone cho Hòa nói chuyện với cổ. Cô yên tâm, này là chuyện xui rủi không ai muốn, đừng có ngại gì hết á, đại chúng hoan hỷ. Có nhiều khi có người mình sống mình làm cái gì phiền người ta mình ngại lắm, nhưng nếu có một lời an ủi thì tự nhiên mình thấy mình nhẹ ra, mình được sự cảm thông. Thưa đại chúng, cuộc sống là nó chỉ có vậy thôi, không có gì đặc biệt. Mình sống mình cứ cảm thông cho mọi người, mình cứ đặt mình ở cái vị trí người đó, mình sẽ hiểu. Chứ nhiều khi mình thấy một cái người là họ giận tức quá, mình trách vợ thôi. Nếu mình ở trong cái vị trí đó chắc mình cũng giống như vậy. Và đôi khi chính bản thân mình cũng không có tự chủ được. Nhưng mà rồi bản thân cái người đó cũng phải tự quán chiếu. Không phải mình thấy người ta chiều mình, ta nhịn mình, ta nín mình là mình được nước mình làm tới. Mình phải biết điểm dừng. Và biết cái điểm dừng thì người ta sẽ thông cảm cho mình, người ta bỏ qua. Nhưng mình đến lúc nào mình làm quá thì người ta sẽ có cái thái độ đối với mình, là chừng đó cái mình trách người ta là sao? Hổn. Hay là có những thái độ gì là không đúng, thí dụ vậy. Tại mình sống mình thiếu cái sự biết mình, biết người. Cho nên đó, chánh báo y báo nó soi rọi cho nhau. Cái người kia là cái y báo của mình, mình là cái chánh báo của người đó. Tự mình phải thấy được điều đó. Thôi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng qua cái bài kinh Nghiệp Cũ và Nghiệp Mới. Mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới này, chúng ta thêm một tài liệu để tư duy, để quán chiếu, để thiền quán về chữ quán là gì? Biết nhìn, nhìn gần, nhìn xa, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn mình, nhìn người, chữ quán là vậy đó. Có nhiều vị nói, ồ quán là quán sao? Quán không phải là mình lấy cái ống dòm mình dòm ở đâu đặc biệt đó. Nhưng mà ví dụ như mình đi ăn cơm, Pháp Hòa giảng cho mấy em nhỏ cái bài học vừa rồi đó. Bây giờ mấy thầy chỉ cho cái mấy đứa cái cách nè. Mình đi sắp hàng mình lấy cơm, mình thấy món nó ngon lắm, mình lấy rất là nhiều, nhưng mà mình quên rằng phía sau mình còn rất nhiều người, người ta đang đứng sắp hàng. Sao mình không lấy thử một cái thôi, mình ăn cái thôi, rồi nếu mình thấy ngon mình trở lại, hoặc là nếu mà còn dư mình trở lại. Sống như vậy thôi, chỉ cần mấy đứa sống mà được như vậy. Đó là gì? Đó là cái tu tập của mình. Đạo Phật á, không phải là một tôn giáo mình cứ tin tưởng mình lại lục, nhưng mà đạo Phật là một cách sống. Như là mình đi sắp hàng mình lấy cơm vậy. Trước mặt mình là thức ăn rất ngon, trong tay mình đang cầm một cái gấp và mình được quyền chọn tất cả những món ăn của mình. Nhưng hãy nhớ, phía sau mình còn nhiều người lắm.
Cho nên mình nói một lời gì ra đầy uy quyền của mình, nhưng mà có cần thiết không? Có cần thiết để sử dụng cái đó không? Cho nên ông vua đó, có nhiều lúc ông sử dụng cái quyền của một ông vua, nhưng mà có những lúc đó, ông phải cải trang làm thường dân để ông trà trộn trong người dân, để ông thấu hiểu được cái cách sống của người dân. Ông về ông làm vua tốt hơn, làm vua tốt hơn. Cho nên mình đã ăn sung mặc sướng, người có những bữa mình ăn bình thường một nắm con vắt chấm muối vừng, thử cái cảm giác nó sao. Mong đại chúng an vui, và chúng ta lấy cái bài kinh này làm một cái mở cho năm mới này. Hãy bất cứ một lúc nào chúng ta muốn bộc phát một cái gì, nhắc lại mình, coi chừng mình đang tạo thêm nghiệp mới. Mình nghèo, đó là nghiệp cũ, nhưng đừng ganh tị thì mới gọi là chuyển nghiệp. Đáng nghèo mà còn ganh, chứ đáng nghèo là đời trước á, mình thiếu bố thí, thiếu làm lành nên đời này nghèo. Bây giờ muốn dứt cái nghiệp nghèo đó, đừng ganh tị với ai. Người ta giàu mình hãy tùy hỷ, thì nhờ công đức tùy hỷ đó đời sau mình khá khang, chuẩn bị cái tâm mình nó mở ra. Thật sự ra nghèo là gì? Khi mình không thấy đủ là nghèo thôi à, chứ mình không có nghèo. Mình không thấy mình đủ là mình mãi mãi mình nghèo. Còn nếu mình thấy mình đủ là mình ok. Mình không có bằng ai, nhưng mà thật sự mình đâu có thiếu thốn. Cho nên cái chữ tham á, thưa đại chúng, là đại chúng đừng có nghĩ là muốn cái gì cũng gọi là tham. Không phải. Con người mình ai cũng có cái muốn, nhưng mà muốn đúng cái nhu cầu mình cần thì không gọi là tham. Còn muốn mà nó hơn cái mình cần mới gọi là tham. Ví dụ như mình ăn cái bánh cái no rồi mà thấy ngon quá, chộp thêm hai cái bỏ túi mà không có khe, không có cần biết là ai được ăn không, biết một lát mình có ăn mà thiệt một lát dừng. Cho nên là thỉnh thoảng trong mấy cái buổi lễ mình đi gom hoài mấy vụ đó vậy, cứ nghĩ là sợ đói cho nên lát lấy, mà lấy là không bao giờ nhớ ăn. Nói vậy đúng không? Nó cứ thật ra không có tội, thế mà nói vậy không có tội gì hết, nhưng mà để cho chúng ta có thêm một cái chút để chúng ta